sẽ có là hai bài ha anh chị, là bài số 12 và số 13, đó là bài nhũ tương và hỗn dịch. Thì tối nay thì cha mình sẽ học hai bài này ha anh chị. Thì trong cái bài này nó có một số cái thuật ngữ nó cũng hơi hơi khó nè, thì chúng ta tập trung chỗ cái phần thuật ngữ đó để mình phân biệt được. Rồi thì cái dạng nhũ tương này mình cũng gặp trong thực tế rất là nhiều ha anh chị. Ví dụ như là mình thấy như là sữa nè, sữa tự nhiên ha, ví dụ như là sữa bò đi, mình bắt sữa bò về, sữa bò nguyên chất mình chưa có xử lý gì hết, nếu mà mình để một thời gian á, để yên một thời gian thì nó sẽ có cái hiện tượng nó tách ra hai lớp, và cái một cái lớp mình thấy nó là giống như một cái lớp váng sữa vậy đó, thì nó sẽ nổi lên trên ha một lớp, còn lớp nước thì phía dưới đó. Thì cái cấu trúc sữa trong tự nhiên, sữa tự nhiên vậy đó, thì người ta gọi đó là nhũ tương. Và hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về cái nhũ tương thuốc. Rồi, trong cái bài này á, thì mấy anh chị sẽ chú ý ở cái chỗ là thứ nhất đó là cái cách phân loại nhũ tương ha, mình sẽ phân biệt được hai kiểu nhũ tương. Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về thành phần của nhũ tương, và các phương pháp điều chế nhũ tương đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về định nghĩa nhũ tương. Định nghĩa này là theo dược điển nha mấy anh chị. Thì trong trong cái slide này thì mình sẽ nói hai định nghĩa, đầu tiên là định nghĩa nhũ tương nói chung và sau đó là định nghĩa nhũ tương thuốc theo dược điển Việt Nam. Rồi, nhũ tương thì nhũ tương là một hệ phân tán vi dị thể. Và nó sẽ được cấu tạo gồm hai chất lỏng không đồng tan ha. Thì ở đây người ta gọi là hai pha đó mấy anh chị, hai pha lỏng không, tức là gồm từ hai chất trở lên nhưng mà nó đều ở trạng thái lỏng, và hai pha lỏng này nó không đồng tan vào nhau, tức là nó không có trộn lẫn vào nhau được, thì người ta mới gọi tên nó, có một pha thì gọi là pha phân tán, còn một pha thì gọi là môi trường phân tán. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích từ nha mấy anh chị. Rồi bây giờ nó có cái chỗ dị thể không, dị dị có nghĩa là khác biệt các anh chị, dị biệt khác biệt không, thể là thể chất. Như vậy thì cái thể chất của nó là nó cùng có thể lỏng nhưng mà nó sao nó không có tan được vào nhau, nó không có hòa tan được vào nhau đó. Còn vi không, vi là nhỏ anh chị, mình nghe kính hiển vi đó không, là mình quan sát những vật thể nhỏ. Như vậy thì mình có vi là nhỏ ha. Rồi dị thể có nghĩa là trong cái thành phẩm, trong cái sản phẩm cuối cùng này nè, nó không phải là một thể thống nhất như dung dịch, mà nó sẽ gồm có hai cái chất lỏng, hai cái chất lỏng này nó không có tan được vào nhau nhưng mà bằng một cách nào đó người ta trộn lẫn nó vào nhau được đó. Thì ở đây có cái từ là hai pha lỏng không đồng tan, thì nó liên quan đến cái bài hôm qua mình mới học là cái bài dung dịch đó. Thì trong cái bài dung dịch, cái phần dung môi á, thì mình có chia làm ba nhóm dung môi, trong đó có dung môi phân cực và dung môi không phân cực, đúng không? Rồi còn cái nhóm trung gian là dung môi phân cực trung bình. Thì hôm qua cô có nói là khi mà mình trộn lẫn vào nhau á, khi mà mình hòa tạo hỗn hợp dung môi, mình trộn lẫn vào nhau á, thì theo nguyên tắc là cùng nhóm nó mới tan vào nhau được, có nghĩa là dung môi cùng là phân cực, ví dụ nước cồn glycerin thì nó trộn lẫn vào nhau được, còn dung môi không phân cực là dầu, dầu dầu thảo mộc nè, dầu khoáng nè, thì chúng ta có thể trộn lẫn vào nhau được. Như vậy á, ở đây người ta nói hai chất lỏng không đồng tan có nghĩa là sao, có nghĩa là có thể là một chất lỏng đó là phân cực, một chất lỏng là không phân cực đó, thì nó mới không tan vào nhau được. Rồi thì bây giờ mình sẽ cái chỗ mà làm sao mình biết được cái chất lỏng nào là pha phân tán, chất lỏng nào là môi trường phân tán, thì ở cái slide sau mình sẽ nói về phần phân loại ấy, thì cô sẽ chỉ cho mấy anh chị phân biệt. Rồi bây giờ mình biết được nhũ tương là nó sẽ có cấu tạo gồm hai chất lỏng không đồng tan nha, tức là cấu trúc của nó gồm có được tạo thành từ hai cái thể lỏng nhưng mà hai cái chất này nè nó không có tan được vào nhau, rồi nhưng mà bằng cách nào đó người ta trộn lẫn nó vào nhau được. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới nhũ tương thuốc. Nhũ tương thuốc là các dạng thuốc lỏng hoặc là mềm nha, về đường dùng á, thì có thể dùng uống nè, dùng tiêm hoặc là dùng ngoài, và điều chế bằng cách là dùng một cái chất nhũ hóa thích hợp để trộn đều hai chất lỏng không đồng tan không, và hai chất lỏng không đồng tan này là người ta gọi là dầu và nước. Rồi như vậy ở đây á, mấy anh chị để ý ha, chữ dầu với chữ nước, thì chữ dầu nè, chữ cái đầu tiên là chữ giờ người ta viết hoa, tương tự như vậy chữ nước chữ n ta cũng viết hoa. Thì ở đây á là người ta không phải chỉ một loại dầu hay một loại nước nào hết, mà mình hiểu theo nghĩa rộng. Dầu là các anh chị sẽ hiểu đây là chất lỏng không phân cực nha, chất lỏng không phân cực nó có thể là dầu khoáng nè, dầu thực vật nè, còn nước là chất lỏng phân cực nha, thì nó có thể là nước nè, là cồn nè, là glycerin nè đó. Rồi
Như vậy ở đây mình sẽ có thêm một cái từ, một cái thuật ngữ, tức là một cái thành phần nó mới, đó là chất nhũ hóa. Rồi một xíu nữa mình sẽ tìm hiểu cái chất nhũ hóa là gì ha. Rồi như vậy thì tóm lại tới đây là mình có thể thấy được nhũ tương sẽ cấu tạo gồm có pha dầu ha, là những chất lỏng không phân cực, pha nước là những chất lỏng phân cực, và chất nhũ hóa. Như vậy chất nhũ hóa này mình hiểu nó là một cái chất trung gian nha, chất trung gian đó. Và để giúp cho dầu với nước trộn lẫn vào nhau được thì người ta sẽ sử dụng thêm một chất trung gian là chất nhũ hóa, và chắc chắn là người ta sẽ có tác động thêm với lực cơ học đó. Lực cơ học có thể là cái lực nghiền ha, lực khuấy trộn để giúp là phối hợp ba cái thành phần dầu, nước, chất nhũ hóa lại thành một cái hỗn hợp, và cái hỗn hợp đó người ta gọi là nhũ tương. Rồi phần thứ hai mình sẽ nói về phân loại. Thì theo trong tài liệu của mình á, có rất là nhiều, có nhiều cách phân loại nhũ tương ha. Thì mình sẽ có cách phân loại theo nguồn gốc nè. Theo nguồn gốc thì mình có nhũ tương thiên nhiên với nhũ tương nhân tạo. Nhũ tương thiên nhiên ví dụ giống như là mình nói như là sữa bò nè, sữa dê nè, hoặc là sữa mẹ nè đó, không thì đó là nhũ tương thiên nhiên. Rồi cái sáp lông cừu á mấy anh chị, cái thành phần mà người ta lấy từ cái lông con cừu đó, người ta ngâm cái bộ lông con cừu thu được một cái lớp váng đó, đó thì nó người ta điều chế nó thành một cái nguyên liệu, người ta sử dụng nó để điều chế thuốc mỡ, một số loại thuốc đó thì người ta gọi là lanolin đó, hay là sáp lông cừu đó, thì nó cũng là một cái nhũ tương thiên nhiên. Rồi nhũ tương nhân tạo thì do mình điều chế rồi, mình tự tổng hợp, mình tự điều chế. Theo nồng độ pha phân tán á, thì mình có nhũ tương loãng nè, nhũ tương đậm đặc. Và theo kích thước pha phân tán á, thì mình sẽ có nhũ tương thô hay là vi nhũ tương. Rồi theo đường sử dụng thì mình có nhũ tương uống, nhũ tương tiêm, nhũ tương dùng ngoài. Thì cái cách phân loại từ cách số 2 tới cách số 5 á, thì trong bài này mình sẽ giới hạn cho mấy anh chị ha. Thì mấy anh chị sẽ tham khảo thêm. Rồi chúng ta sẽ phân loại theo cái cách đầu tiên thôi, đó là phân loại theo kiểu nhũ tương. Thì chúng ta sẽ có hai kiểu nhũ tương cơ bản, đó là nhũ tương cái kiểu mà người ta ký hiệu là chữ N nè mấy anh chị, N nè ha, gạch sổ chữ D nè, người ta gọi kiểu này là kiểu nước trong dầu. Chữ N là nước nè, hồi nãy chữ N đó anh chị nè, nước nè, nghe viết hoa, viết hoa chữ N đầu, tới đây người ta viết cái nhũ tương thì người ta rút gọn lại, người ta ký hiệu chữ N thôi, N là nước, giờ là dầu ha. Nên vậy thì mình có cái kiểu mà N trên D này nè, thì mình không có đọc là nước trên dầu mà mình sẽ đọc là kiểu nước trong dầu. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ có cái kiểu thứ hai là kiểu dầu trong nước. Thì đây là hai cái kiểu nhũ tương cơ bản và cũng là cái nhũ tương đơn giản. Rồi những cái kiểu nhũ tương phức tạp hơn thì mình sẽ có kiểu là nước trong dầu trong nước và dầu trong nước trong dầu. Thì thôi bây giờ trong cái phạm vi bài của mình thì mình sẽ có hai cái kiểu cơ bản là nước trong dầu với dầu trong nước. Rồi mấy anh chị nhìn qua cái hình bên này thì cái màu xanh đó mấy anh chị, cái nền màu xanh này nè là người ta minh họa trên phần nước nha, còn cái màu vàng á là người ta phân minh họa cho cái dầu đó, và cái phần phân tử màu tím tím này nè mấy anh chị đó, thì đó là chất nhũ hóa. Và cái phân tử màu tím này nè, nó sẽ có cấu trúc gồm có hai phần ha, một cái đầu tròn và một cái đuôi dài. Và một cái đầu tròn này á là người ta nói là cái đầu là đầu đầu phân cực, tức là nó thân nước, và cái đuôi dài này nè ha, là cái đuôi thân dầu. Như vậy á, cái kiểu nhũ tương là dầu trong nước, dầu trong nước thì người ta vẽ nước là cái môi trường bên ngoài nó nhiều lắm mấy anh chị, còn dầu là nó ở trong nè đó, đó. Thì cái này mình hiểu đó là dầu được chứa trong nước, và cái chất nhũ hóa là cái chất phụ á, thì chất nhũ hóa thì nó có cấu tạo là hai đầu ha, cái đầu phân cực thì nó hướng về phía nước, còn cái đầu mà thân dầu thì nó hướng về phía dầu đó, cho nên mình thấy nó có cái cấu trúc như vậy. Rồi ngược lại cái kiểu mà dầu trong nước thì mình hay, xin lỗi, kiểu nước trong dầu, cái nước trong dầu thì dầu là môi trường bên ngoài nè, đúng không, rồi nó chứa nước bên trong đó, thì cái chất nhũ hóa cũng vậy, cái đầu phân cực thì nó sẽ quay về phía nước, còn cái đuôi không phân cực thì nó quay về phía dầu đó. Thì cái mô hình này hôm bữa mình thấy ở cái bài hòa tan đó mấy anh chị, là cái mô hình chất diện hoạt đó, là cô có nói là cái bài nhũ tương mới nói đó, thì hôm nay là mình sẽ biết cái chất nhũ hóa ha. Chất nhũ hóa nó chính là chất diện hoạt đó. Rồi như vậy bây giờ để mình nhớ được ha mấy anh chị, thì có cái cách để cho mình phân biệt ha. Rồi bây giờ mình thấy cái kiểu nhũ tương là nước trong dầu nè, mình đọc anh chị N trên D thì mấy anh chị đọc sẽ là kiểu nước trong dầu ha. Rồi mấy anh chị để ý dùm cái chữ cái mà nằm bên phía dưới dấu gạch sổ á, chữ cái nằm phía dưới dấu gạch thì nó là pha ngoại ha, pha ngoại không
thì mình hay nhớ ngoại nằm ngoài nè, ngoại là ngoài nè, đó nội là trong đó. Như vậy cái chữ cái mà nằm bên phía dưới dấu gạch đó thì nó là đại diện cho pha ngoại. Như vậy trong trường hợp này thì kiểu nước trong dầu thì dầu là pha ngoại và nước là pha nội ha, nước là pha nội. Rồi pha ngoại người ta còn gọi một cái tên khác là môi trường phân tán, và pha nội là pha phân tán đó. Như vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích ha, kiểu nhũ tương là nước trong dầu thì chúng ta sẽ có dầu là pha pha ngoại cũng là môi trường phân tán. Như vậy thì nước sẽ là pha nội và là pha phân tán. Rồi giống hệt như vậy thì chúng ta sẽ có cái kiểu thứ hai, đó là kiểu dầu trong nước nha, kiểu dầu trong nước. Rồi như vậy thì tương tự vậy thì nước sẽ là pha ngoại là môi trường phân tán và dầu là pha nội là pha phân tán. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ có câu trắc nghiệm ha. Câu trắc nghiệm này là sẽ ví dụ mà minh họa cho anh chị đáp án luôn. Rồi ví dụ như cái chỗ kiểu nhũ tương này nè, thì mình sẽ có câu hỏi kiểu nhũ tương dầu trong nước không, thì nước là đó. Như vậy thì người ta hỏi mình nước là pha nội hay pha ngoại hay là môi trường phân tán gì đó, thì nước mình chỉ thấy nó nằm phía dưới dấu gạch, phía dưới dấu gạch là pha ngoại là môi trường phân tán đó. Như vậy mình thấy ở đây mình loại đáp án A ha, pha nội là sai rồi, pha phân tán cũng sai luôn, tại vì pha nội chính là pha phân tán đó, nên mình loại được câu A với câu B. Rồi câu C, câu D mình cũng loại luôn, tại có pha nội là mình thấy loại rồi, như vậy chỉ còn câu C là đúng thôi ha. Kiểu dầu trong nước thì nước sẽ là pha ngoại là môi trường phân tán. Còn công nữa ha, ví dụ như người ta hỏi mình kiểu nhũ tương nước trong dầu thì pha phân tán là gì, ngược như hồi nãy ha, hồi nãy người ta hỏi cái pha là gì thì giờ người ta hỏi ngược lại, pha phân tán là cái cách nào. Đó, nước trong dầu thì dầu là pha ngoại là môi trường phân tán, thì nước là pha pha nội là pha phân tán. Đó. Rồi mấy anh chị có thể ghi lại hai câu này ha, đó là hai câu câu mà mình có thể gặp ở cái chỗ mà cái phần kiểu nhũ tương này. Rồi như vậy thì mình sẽ biết được hai kiểu nhũ tương cơ bản là dầu trong nước và nước trong dầu rồi. Rồi bây giờ làm sao mình xác định được kiểu nhũ tương? Đúng không? Nếu như mình nhìn vô một cái công thức thì làm sao mình biết được kiểu nhũ tương? Dĩ nhiên trong thực nghiệm đó, mấy anh chị thì người ta sẽ có những cái phương pháp ha, phương pháp đo độ dẫn điện nè, phương pháp nhuộm màu và phương pháp pha loãng để người ta xác định kiểu nhũ tương rồi. Nhưng mà bây giờ trên cái lý thuyết, có nghĩa là bây giờ mấy anh chị nhìn vô một cái công thức của nhũ tương thì làm sao mình biết được đó là nhũ tương kiểu gì? À, thì bây giờ người ta sẽ có một cái quy tắc để mình xác định ha. Quy tắc để xác định kiểu nhũ tương đó là một cái quy tắc, đó là quy tắc Bancroft. Và quy tắc Bancroft thì nói rằng là chất nhũ hóa tan trong pha nào thì pha đó là pha ngoại. Như vậy thì chúng ta sẽ coi, chúng ta có nhũ tương thì sẽ có pha nội nè, có pha ngoại. Rồi mình hình dung cái đứa cha chất nhũ hóa giống như cái đứa cháu vậy đó, và đứa cháu thì thường nó có xu hướng thân bên ngoại nhiều hơn đó. Như vậy thì chúng ta coi ha, chúng ta xem cái độ tan của chất nhũ hóa, chất nhũ hóa tan trong pha nào thì pha đó là pha ngoại. Rồi mình gặp ở trong tài liệu có thể ghi là chất diện hoạt thì cũng chính là chất nhũ hóa ha mấy anh chị. Rồi chất diện hoạt mà nó có xu hướng tan trong nước, ở đây thì một số tài liệu người ta sẽ dùng cái chữ thân nước. Thân nước có nghĩa là nó có cái xu hướng là thấm nước và tan được vào trong nước đó. Thì cái chất nhũ hóa mà thân nước thì chúng ta sẽ có nước là pha ngoại, và kiểu nhũ tương của mình sẽ là kiểu dầu trong nước. Ngược lại chất nhũ hóa của mình mà là thân dầu thì chúng ta sẽ có dầu là pha ngoại, và kiểu nhũ tương của mình sẽ là kiểu nước trong dầu đó. Như vậy thì cái vấn đề đây mấy anh chị sẽ cần nhìn nhận được là mấy anh chị biết được độ tan của cái chất nhũ hóa đó, là nó tan trong nước hay tan trong dầu ha. Thì cái từ từ cái việc xác định được độ tan của chất nhũ hóa đó thì mình sẽ xác định được kiểu nhũ tương. Và một tí nữa mình sẽ có cái ví dụ minh họa chỗ này ha. Rồi tiếp theo thì về ưu nhược điểm của nhũ tương á, thì ưu điểm á, là cái hiệu quả điều trị của nó cao hơn cái dạng thuốc rắn, tại vì ở đây nó là cái cấu trúc về dạng lỏng nha, thuốc lỏng giống như dung dịch vậy đó. Mình uống vô thì thuốc nó sẽ sao, nó sẽ sẵn sàng trạng thái hấp thu, hoặc là mình đưa vào cơ thể mình qua đường tiêm cũng vậy. Còn cái dạng rắn á mấy anh chị, người ta nén thành một cái viên rồi thì mấy anh chị uống thuốc vô mà dạng viên á, thì muốn nó có tác dụng thì cái viên thuốc này đầu tiên là nó phải rã, nó phân rã ra, nó phải tốn thời gian cho viên thuốc nó rã. Sau đó thì nó phân rã ra thì cái dược chất đó nó mới được hòa tan vào trong dịch thể, rồi sau đó nó mới được hấp thu
Do vậy thì cái tốc độ hấp thu nó sẽ chậm hơn, dẫn đến là cái sinh khả dụng của nó cũng thấp hơn và hiệu quả điều trị của nó thì nó cũng sẽ kém hơn nha. So với cái dạng thuốc lỏng thì hôm qua mình bài dung dịch mình có nói rồi ha, sinh khả dụng của dung dịch là cao hơn so với hỗn dịch, cao hơn so với các dạng rắn. Rồi thuốc uống á, thì nếu mà chúng ta điều chế những cái dược chất thân dầu mà với cái kiểu nhũ tương là dầu trong nước thì cái thuốc của mình, cái dược chất của mình nó được hấp thu tốt hơn, hấp thu dễ dàng hơn đó. Rồi một số cái dạng thuốc thì nó cũng che giấu đi mùi vị khó chịu của dược chất và đồng thời nó giảm kích ứng trên niêm mạc đường tiêu hóa so với mình dùng dạng rắn. Còn thuốc tiêm á, thì chúng ta sẽ điều chế được các cái thuốc tiêm thân dầu, những cái dược chất thân dầu. Mình điều chế cái kiểu là dầu trong nước thì mình có thể tiêm tĩnh mạch được, tiêm thì tĩnh mạch được. Còn thuốc mỡ, thuốc đạm, thuốc trứng, nói chung là thuốc mỡ là cái thuốc mà bên ngoài đó, mà chúng ta điều chế cái kiểu mà thuốc mỡ kiểu nhũ tương á, thì giúp chúng ta sẽ điều khiển được mục tiêu tác dụng của thuốc, tức là chúng ta sẽ điều chế được một cái thuốc mà nó có thể là nó là dùng cho được cái tác dụng tại chỗ hay là tác dụng toàn thân. Còn về nhược điểm á, nhược điểm của nhũ tương thì có một cái nhược điểm thôi mấy anh chị, đó là nó dễ bị tách lớp trong quá trình bảo quản. Và quá trình mình bảo quản mà nếu mà mình không có kỹ cái điều kiện môi trường đó mấy anh chị, điều kiện môi trường đó, điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm nè, nó tác động lên nhũ tương thì nó cũng làm nhũ tương là nó kém bền. Thêm một cái lý do nữa đó là cái kỹ thuật điều chế của mình nó làm cho nhũ tương nó không có bền. Vì cái nhược điểm là nhũ tương là nó dễ bị tách lớp nè, rồi nó bảo quản thì nó cũng chiếm chỗ với chai, cũng cồng kềnh ha, cho nên là trong quá trình bảo quản thì mình cũng lưu ý cái vấn đề là kiểm tra ở trong kho, xem coi là mình kiểm tra định kỳ ha, rồi những cái ngày nào mà thời tiết nó có cái gì đặc biệt đó, thì mình cũng phải lưu ý mình kiểm tra trong kho xem coi nó có dấu hiệu hư hỏng hay không. Và đây là một số cái hiện tượng nó có thể xảy ra trong quá trình bảo quản nhũ tương, hay nói cách khác là những cái hiện tượng này đó là nó làm hư hỏng nhũ tương nè, thì mình có sự lên bông nè, không cái hiện tượng lên bông, hiện tượng nổi kem, hiện tượng kết dính hay là hiện tượng đảo pha, thì cái này cho mấy anh chị coi cái hình thôi chứ mình cũng không biết rất sâu phần này. Rồi bây giờ cái hình của mình á, cái nhũ tương hoàn chỉnh của mình nè mấy anh chị, thì đây là kiểu nhũ tương dầu trong nước nha. Các cái chấm đen đen tròn tròn này là tượng trưng cho dầu và cái phần nhạt nhạt, cái môi trường nhạt nhạt này là nước. Và kiểu nhũ tương của mình á, là kiểu dầu trong nước, đây là cái nhũ tương hoàn chỉnh của mình. Thì trong cái quá trình mà mình bảo quản thì có thể là do cái kỹ thuật điều chế của mình, hoặc là do nó, hoặc là do cái bao bì bảo quản nhũ tương nó không kín, hoặc là có thể là do cái điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường bảo quản nó tác động lên, để có thể xảy ra cái hiện tượng nổi kem, tức là những cái hạt dầu nè mấy anh chị, những cái giọt dầu nè nó kết dính lại với nhau thành khối và nổi lên trên, hoặc là nó lơ lửng ở trong chai, hoặc là lơ lửng trong chai nhũ tương là nó nổi lên trên thì mình gọi là hiện tượng nổi kem, hoặc là nó có cái hiện tượng kết bông thành từng đám nha, và nó lơ lửng ở trong cái chai nhũ tương. Rồi nó có cái hiện tượng nữa là tách lớp, là tách pha nè mấy anh chị, nó tách thành hai pha, tách thành dầu nước. Thì đa phần đó mấy anh chị, đa phần là dầu nhẹ hơn nước nha, cho nên nó nổi lên trên, tức là tỷ trọng của dầu á nhỏ nước nó nổi lên trên. Cũng có trường hợp đó là dầu nặng hơn nước thì nó sẽ lớp nước sẽ lớp trên ha, nhưng mà đa phần đó thì mình thấy là dầu nổi lên trên nè. Rồi nó cũng có một cái trường hợp nữa đó là hiện tượng đảo pha, tức là kiểu nhũ tương ban đầu là kiểu dầu trong nước, nhưng mà do cái tác động của các cái một số cái yếu tố hay một số chất xúc tác rồi điều kiện môi trường nữa thì có thể nó xảy ra hiện tượng đảo pha, thì nó sẽ tạo thành kiểu nhũ tương ngược lại, tức là kiểu nước trong dầu, không đang là kiểu dầu trong nước thì đổi là kiểu nước trong dầu. Rồi khi có những cái dấu hiệu mà mình dễ nhìn thấy nè, tách lớp nè, hiện tượng nổi bông nè, hoặc là cái nó kết tụ lại đó, thì những cái này là thấy dấu hiệu của nhũ tương bị hư hỏng. Và khi mà nhũ tương hư hỏng thì mình phải tách nó ra nha, mình phải tách rời ra đó. Rồi mình gửi mẫu theo cái quy trình xử lý là mình sẽ gửi mẫu đi kiểm nghiệm xem coi nhũ tương này có tiếp tục sử dụng được hay không, và mình chờ cái kết quả kiểm nghiệm rồi sẽ có những quyết định tiếp theo. Nếu mà không sử dụng được nữa thì phải tiêu hủy. Rồi mục số 6 thì mình sẽ nói một chút về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và hoàn chỉnh của nhũ tương. Nó tại sao có nhũ tương nó bờ hình mà có nhũ tương nó không bờ, nó kém bền vậy, nó bị tách lớp vậy, thì người ta mới khảo sát rất là nhiều yếu tố. Thì những yếu tố người ta khảo sát là bao gồm là cái bán kính của giọt chất lỏng, tức là bán kính của cái pha nội á, cái đường kính của các trái pha nội đó
là nó lớn hay nhỏ. Rồi tiếp nữa thì người ta khảo sát về cái tỷ trọng của hai pha, mình người ta xem xét coi cái chênh lệch tỷ trọng của hai pha này có nhiều hay không. Cái nữa đó là cái độ nhớt pha ngoại đó. Thì người ta mới khảo sát trong nhiều cái điều kiện ha, và người ta thấy được là cái vận tốc tách ra của các tiểu phân pha phân tán, hay nói cách khác là cái tốc độ mà tách của nhũ tương, nó tốc độ tách lớp của nhũ tương á, thì đó là mình sẽ thấy là V nha, người ta ký hiệu V là vận tốc tách ra của các tiểu phân pha phân tán đó, là V bằng 2 nhân cho R bình phương nhân D1 trừ D2 nhân với G chia lại cho 9 nhân với Nui. Thì R ở đây á, là bán kính của các cái pha nội á, của các tiểu phân pha nội. Rồi D1 trừ D2 là cái tên lệch tỷ trọng của pha nội với pha ngoại. G là gia tốc trọng trường, thì đây là một cái hằng số nha. Và nó là 900 bằng 980 cm trên giây. Nui là độ nhớt của pha ngoại. Rồi bây giờ cái V ở đây nè, V là vận tốc tách ra của các tiểu phân pha phân tán, tức là cái tốc độ mà nó phá hủy nhũ tương, tốc độ mà nó làm cho nhũ tương tách lớp. Thì nếu mà cái V này nó càng lớn á, thì nhũ tương nó càng kém bền, tại vì nó vận tốc nó tách ra, mà nó tách ra nhanh quá thì nhũ tương mình nó không có bền. Như vậy thì mình muốn cái V này nó nhỏ. V nhỏ có nghĩa là cái tốc độ tách này nó chậm, có nghĩa là nhũ tương của chúng ta sẽ bền vững. Như vậy chúng ta thấy rằng cái hệ thức này nè, nó là một cái phân số, nó là một phân số, và V lại là kết quả. Như vậy á, thì chúng ta sẽ tác động vào những cái yếu tố phía trên tử số mà, và mẫu số. Như vậy thì chúng ta muốn cái V này nhỏ, thì đầu tiên là chúng ta sẽ giảm cái tử số xuống. Giảm tử số xuống thì cái kết quả sẽ nhỏ. Hoặc là chúng ta tăng cái mẫu số lên, tăng mẫu số lên. Hoặc là chúng ta vừa giảm tử số vừa tăng mẫu số cho cái V này nó nhỏ xuống, thì có nghĩa là nhũ tương chúng ta càng bền. Thì chúng ta tác động vào tử số, chúng ta phải tác động vào R nè. Tức là cái bán kính của giọt chất lỏng thì nó phải càng nhỏ. Như vậy thì mình sẽ sao? Cái quá trình mà mình tác động lực phân tán đó thì nó phải đủ mạnh ha, để cho những cái giọt này nó phải thật là mạnh. Rồi trên là tỷ trọng của hai pha thì mình có thể tác động được đó. Để làm sao là mình cái tỷ trọng của hai pha đừng chênh lệch quá. Còn đó là tử số ha. Còn mẫu số thì mình sẽ tác động vào cái độ nhớt nè, không? Mình sẽ làm sao tăng độ nhớt của pha ngoại lên. Thì mình có thể tăng độ nhớt của pha ngoại bằng cách là mình thêm những cái chất có độ sánh, độ nhớt cao. Ví dụ mình có thể thêm như là siro đơn nè mấy anh chị đó, thì hoặc là mình chọn những cái dung môi như là lycerin chẳng hạn đó. Thì cái này cái nhà nghiên cứu thì người ta phải nghiên cứu trên nhiều yếu tố ha. Đó. Rồi thì cái phần số 6 này nè ha, thì ở trong tài liệu của mình đó là cũng có mấy anh chị ha, cũng có những cái phần mà người ta tác động phân tích giống như cô nói nãy giờ đó, thì người ta sẽ tác động vào cái tử số, tác động vào mẫu số nè. Và có thể là người ta để làm giảm sức căng liên bề mặt của hai pha đó, thì người ta sẽ thêm vào cái thành phần là chất nhũ hóa nè. Thì cái hệ thức này nói thêm cho mấy anh chị thôi, nói thêm thôi thì mấy anh chị có thể tham khảo thêm ha, cho nên phần này sẽ không có hỏi trong bài thi. Rồi theo là cái phần thành phần, cái phần này mấy anh chị chú ý nè. Rồi về thành phần của nhũ tương thì mình đã nói ngay từ đầu ha, thì ngay từ slide đầu tiên mình đã nhận thấy được là cấu tạo nhũ tương thì gồm hai chất lỏng không đồng tan ha, trong đó có một chất lỏng thuộc pha dầu và một chất lỏng thuộc pha nước, và một cái thành phần phụ, mỗi chất phụ là chất nhũ hóa. Như vậy thì chúng ta thấy là thành phần của nhũ tương gồm có pha nước là những chất lỏng phân cực ha, ví dụ như là nước nè, cồn nè, glycerin nè, và những dược chất thân nước. Ví dụ như mình có siro đơn đi, thì siro đơn là đường pha trong nước đó, thì siro đơn cũng thuộc pha nước. À, hoặc là bây giờ mình có nước muối đi, NaCl, nước muối thì nó cũng là cái chất tan trong nước đó, thì nó cũng thuộc pha nước. Rồi pha dầu là những chất không phân cực hoặc là rất ít phân cực, thì bao gồm dầu nè, có dầu khoáng nha, rồi dầu thảo mộc, rồi dầu thực vật, rồi có mỡ nha, sắt ong, một số là tinh dầu nha anh chị, số là tinh dầu ha, rồi một số cái vitamin tan trong dầu đó, rồi nhựa nè. Đó. Thì đó là pha dầu anh chị, pha dầu. Như vậy mình phải xác định được pha nước với pha dầu ha, xíu nữa mình sẽ có phần ví dụ. Rồi về chất nhũ hóa đó, thì cái vai trò của chất nhũ hóa trong cái cấu tạo của nhũ tương đó, là nó giúp cho nhũ tương hình thành và có độ bền nhất định đó. Và cái việc mà sử dụng chất nhũ hóa hay không đó, nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ của pha nội, đúng không? Nếu như nồng độ của pha nội dưới 0,2%, có nghĩa là nhũ tương này rất là loãng, thì mình không cần dùng chất nhũ hóa.
Rồi mình chỉ có tác động lực cơ học, tức là mình khuấy trộn, mình nghiền trộn thôi. Rồi nếu như mà nồng độ của chất nhũ của pha nội của nhũ tương đó, nó từ 0,2 cho đến 2%, thì chúng ta cũng chưa cần dùng chất nhũ hóa nữa, mà mình sẽ tăng độ nhớt của pha ngoại lên bằng cách là mình sẽ thêm những cái chất là nó làm gây những cái chất mà nó có độ nhớt cao ha, ví dụ như nãy cô nói như là siroderm nè đó. Rồi từ 2% trở lên đó, thì mình phải dùng chất nhũ hóa, mà đa số cái nhũ tương của mình á là nó thuộc trường hợp này, mấy chị thuộc trường hợp là nồng độ nó từ 2% trở lên, cho nên mình phải dùng thêm chất nhũ hóa. Rồi bây giờ mình nói tới chất nhũ hóa nè mấy anh chị nha. Chất nhũ hóa thì trong tài liệu của mình á, cái phần chất nhũ hóa này nó cũng hơi dài mấy anh chị. Thì trong tài liệu của mình giới thiệu cho mình những chất nhũ hóa thiên nhiên, đó là các cái loại gơm ha, gơm gồm có gơm arabic nè, gơm aragan đó, nó này đã lấy từ thực vật. Thì mình học bên môn dược liệu với mấy anh chị ở cái chương mà carbohydrate ha, đó thì mình có học cái chỗ là các cái polysaccharide phức tạp đó, thì mình có gơm, pectin với chất nhầy ha. Đó thì mấy anh chị có thể coi lại bên cái phần dược liệu ha, trong cái sách dược liệu là nó có mô tả cái gơm arabic với gơm aragan đó, thì đó là hai cái loại gơm mà thường sử dụng trong điều chế nhũ tương. Bên cạnh đó thì mình cũng có những cái chất nhũ hóa tổng hợp và bán tổng hợp đó. Rồi cũng có những cái chất nhũ hóa ở dạng sẽ sử dụng ở cái dạng rắn, mà cái dạng hạt mịn đó. Rồi thì thôi bây giờ cái phần chất nhũ hóa này nè đó, mấy anh chị có thể xem thêm trong tài liệu của mình. Ở đây á, thì cô sẽ giới thiệu cho mình ha những cái chất nhũ hóa thường gặp đó, mình thường gặp đó. Và cho mấy anh chị biết về cái độ tan của nó luôn. Rồi những chất nhũ hóa mà mình thường gặp để mình dễ nhận biết nè mấy anh chị đó. Thì như hồi nãy mình nói cái chỗ quy tắc Bancroft á, thì người ta xác định nhũ tương, xác định kiểu nhũ tương là dựa vào chất nhũ hóa. Thì chất nhũ hóa tan trong pha nào thì pha đó là pha ngoại, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có hai cái kiểu nhũ tương cơ bản như mình nói từ đầu bài, đó là nhũ tương kiểu dầu trong nước và kiểu nước trong dầu, đúng không? Rồi với kiểu nhũ tương dầu trong nước thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm chất nhũ hóa tan trong nước, đúng không? Cái này mình nói ngược lại với hồi nãy nè, kiểu nhũ tương là dầu trong nước thì nước là pha ngoại, như vậy mình phải sử dụng cái nhóm chất nhũ hóa tan trong pha ngoại, có nghĩa là sử dụng nhóm chất nhũ hóa tan trong nước. Rồi mấy anh chị thường gặp bốn chất này, có gơm arabic nè, gơm aragan nè, gelatin nè và tuyên. Thì trong bốn cái chất này nè, thì có gơm arabic, gơm aragan và gelatin á, nó là chất nhũ hóa thiên nhiên ha, nó là thiên nhiên. Gelatin á thì nó là nguồn gốc từ động vật ha, anh chị, nó lấy từ da nè, móng sừng động vật đó. Mấy anh chị nấu chè khúc bạch gì đó có xài gelatin đó mấy anh chị đó, ha, đó là chất nhũ hóa thiên nhiên. Còn tuyên á thì nó dạng lỏng nha mấy anh chị, nó là chất nhũ hóa tổng hợp đó. Rồi tương tự như vậy với cái nhũ tương kiểu nước trong dầu, thì chúng ta sẽ có dầu là pha ngoại ha, dầu là pha ngoại. Thì chúng ta sử dụng nhóm chất nhũ hóa tan trong pha ngoại, tức là nhóm chất nhũ hóa tan trong dầu, thì chúng ta có là cholesterol, span và sáp ong. Trong đó span nó là chất nhũ hóa tổng hợp. Thì thôi cái phần thiên nhiên với tổng hợp mấy anh chị khỏi nhớ cũng được nữa, bây giờ mấy anh chị chỉ nhớ trong cái bản này nè, cái slide này nè có 7 chất nè, mấy anh chị nhớ giùm cô ha, là gơm arabic nè, gơm aragan nè, gelatin với tuyên, nó tan trong nước thì nó sẽ tạo được cái kiểu nhũ tương là dầu trong nước. Còn cholesterol, span và sáp ong thì nó sẽ tạo kiểu nhũ tương là nước trong dầu. Chút mình có ví dụ chỗ này ha, để mình nhận diện được cái kiểu nhũ tương, nhận diện được chất nhũ hóa. Rồi đó là phần thành phần nha. Tiếp theo thì mình sẽ nói về các phương pháp điều chế nhũ tương. Thì trong tài liệu của mình giới thiệu cho mình có 3 nhóm phương pháp nha anh chị. Đầu tiên là phương pháp keo ướt, thứ hai là phương pháp keo khô, thứ ba là nhóm các phương pháp đặc biệt. Rồi riêng bài này thì các phương pháp đặc biệt mình sẽ tham khảo, trong cái bài giảng cũng có luôn, nhưng mà phần đó thì mấy anh chị tham khảo thêm thôi. Chủ yếu mấy anh chị phân biệt được cái keo ướt với keo khô.
phương pháp keo ướt, người ta gọi tên là phương pháp thêm pha nội vào pha ngoại. Là phương pháp keo khô là phương pháp thêm pha ngoại vào pha nội. Đó. Rồi, giờ mình nhìn cái sơ đồ trước ha mấy anh chị. À, cái sơ đồ này là cố tình để hai cái sơ đồ kế bên để cho mấy anh chị dễ so sánh ha. Rồi phương pháp keo ướt. Đó, keo ướt là người ta sẽ lấy chất nhũ hóa, người ta hòa tan trong pha ngoại. Ở đây có chữ tướng, mấy anh chị tướng với pha như nhau ha. Từ miền Bắc gọi là tướng, từ miền từ Trung gọi là pha. Rồi, người ta lấy chất nhũ hóa, người ta hòa tan trong toàn bộ pha ngoại. Cả chất nhũ hóa tan trong pha ngoại mà, người ta hòa tan cho nó tan thôi. Sau đó thêm pha nội từ từ vào. Như vậy phương pháp này nè, chất nhũ hóa mình trộn với pha ngoại trước và mới thêm pha nội vào. Cho nên tên của nó là phương pháp thêm pha nội vào pha ngoại. Nha. Rồi, cái chỗ này nè, chúng ta cho pha nội vào nhưng mà không cho hết, cho từ từ. Và đồng thời vừa cho vừa tác động một cái lực gây phân tán đủ mạnh. Ở đây là cái lực gây phân tán này á, thì nó phải là, thứ nhất là phải mạnh nè, tác động lực theo một chiều và liên tục đó. Thì chúng ta sẽ phối hợp được ba cái thành phần là chất nhũ hóa nè, pha ngoại nè, pha nội lại với nhau thì tạo thành cái hỗn hợp đồng nhất, thì người ta gọi là nhũ tương ha. Một cái hỗn hợp, một cái hỗn hợp nó được trộn đều cả pha nội và pha ngoại lại với chất nhũ hóa lại thì người ta gọi là nhũ tương. Thì cái lực gây phân tán ở đây là nó phải đủ mạnh ha. Và thông thường đối với phương pháp này mình phải cần có cái thiết bị máy móc hỗ trợ ha. Do vậy thì cái phương pháp này nó sẽ phù hợp với lại quy mô công nghiệp, quy mô lớn nha, cần có máy móc hỗ trợ. Rồi cái phương pháp thứ hai là phương pháp mà mình có thể làm ở phòng thí nghiệm của mình được, là phương pháp keo khô. Keo khô còn có tên gọi là phương pháp thêm pha ngoại và pha nội. Rồi đầu tiên á, là chất nhũ hóa. Ở đây chất nhũ hóa mình sẽ sử dụng ở cái dạng hạt rất mịn nha. Bữa qua mình học 5 cái cỡ bột rồi đó, thì chất nhũ hóa ở đây phải là cỡ bột rất mịn đó. Mình phải nghiền thật kỹ cho nó mịn. Tiếp theo mình sẽ cho toàn bộ pha nội vào nha. Chúng ta sẽ cho toàn bộ pha nội vào và như vậy thì pha nội á, thì nó không có là nó không có hòa tan chất nhũ hóa. Chỉ chất nhũ hóa không có tan trong pha nội mà chất nhũ hóa tan trong pha ngoại. Nhưng mà ở đây mình sẽ trộn nhũ hóa với pha nội và mình để thời gian để làm gì, thấm để cho nó thấm. Rồi sau đó mình sẽ cho một lượng vừa đủ pha ngoại vào chứ không cho toàn bộ nha, không cho toàn bộ. Như vậy chỗ này nè, chất nhũ hóa trộn với pha nội trước mới cho pha ngoại vào, cho nên tên của nó là phương pháp thêm pha ngoại vào pha nội. Rồi tiếp tục mình sẽ tác động một lực gây phân tán đủ mạnh nha. Lực gây phân tán ở đây mình cũng sẽ tác động theo nguyên tắc đó là lực phân tán là nhanh mạnh một chiều liên tục đó. Rồi thì mình sẽ thu được một cái hỗn hợp gọi là nhũ tương đậm đặc nha. Sau khi thu được nhũ tương đậm đặc rồi, chúng ta sẽ thêm từ từ từng lượng nhỏ pha ngoại vào nha, và chúng ta sẽ khuấy đều để pha loãng cái nhũ tương đậm đặc. Và chúng ta sẽ bổ sung cho tới đủ thể tích quy định thì mình sẽ được nhũ tương hoàn chỉnh. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai phương pháp ha, phương pháp keo ướt với phương pháp keo khô. Và cái dấu hiệu để chúng ta nhận diện phương pháp keo khô á, đó là nó sẽ có cái giai đoạn tạo nhũ tương bền vững ha, tạo nhũ tương bền vững đó. Và phương pháp keo khô á, thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta điều chế nhũ tương ở quy mô nhỏ ha, quy mô phòng thí nghiệm đó. Và cái trong thực tế đó, thì để mà điều chế nhũ tương bằng phương pháp keo khô đó, thì thường người ta sẽ thường hay sử dụng nhất đó là sử dụng gơm Arabic để làm chất nhũ hóa đó. Và với cái tỷ lệ ha, với cái tỷ lệ là 4 dầu 2 nước 1 gơm đó, thì người ta còn gọi cái phương pháp keo khô đó, là cái phương pháp dầu nước gơm để mình làm ở trong phòng thí nghiệm đó. Tức là cái tỷ lệ chỗ này nè, cái tỷ lệ mà cô muốn nói chỗ mà cái tỷ lệ mà tạo nhũ tương đậm đặc chỗ này á, người ta có dùng cái chữ vừa đủ nè, chất nhũ hóa nè cộng với toàn bộ pha nội nè, vừa đủ pha ngoại, vừa đủ thì biết bao nhiêu là đủ đó. Thì cái chỗ cái tỷ lệ chỗ này nè thì thường á là người ta sẽ sử dụng cái tỷ lệ là 4 pha dầu 2 pha nước và 1 chất nhũ hóa. Mà cái chất nhũ hóa thường sử dụng trong phương pháp này nè là người ta sẽ sử dụng gơm Arabic hoặc là người ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp gơm Arabic và gơm Aragon đó. Cho nên cái phương pháp keo khô này nè, người ta quen gọi là phương pháp dầu nước gơm ha, và tỷ lệ là 4 dầu 2 nước 1 gơm đó, thì nó sẽ tạo được nhũ tương đậm đặc bền vững. Thì cái này là nói thêm nha mấy anh chị, tại vì mình không có cái phần xây dựng công thức ha. Còn nếu như mà mấy anh chị học lên đại học á,
Thì cái bài này mình cũng học cái phương pháp keo ướt keo khô giống như vậy nè, nhưng mà nó sẽ khó hơn ở chỗ là mấy anh chị phải đi xây dựng công thức, tức là cho mình cái nguyên liệu, thấy không, cho mình một nguyên liệu thôi là pha dầu thôi đó, rồi vậy mà mình không có biết cái tỷ lệ của nó, rồi mình đi xây dựng công thức nha. Rồi à, những cái phần mà cô nói nãy giờ đó mấy anh chị nha, thì nó có tóm tắt lại là nãy là diễn giải trên cái sơ đồ, và bây giờ minh họa bằng chữ nha. Thì này cô cũng để hai bên luôn ha, một bên là phương pháp keo ướt, bên là phương pháp keo khô để mấy anh chị so sánh nha. Rồi phương pháp keo ướt mình sẽ tiến hành ở quy mô lớn, ở quy mô công nghiệp, còn phương pháp keo khô là mình tiến hành ở quy mô phòng thí nghiệm. Và khi đóng chai á, thì chúng ta sẽ lưu ý là không đóng đầy nha, không đóng đầy. Thì cái từ trong tài liệu của mình đó là người ta ghi đóng chai vơi á, vơi là không đầy nha. Và trên nhãn cũng phải có ghi dòng chữ lắc trước khi dùng đó, bởi vì phải lắc lên đó cho nên mình không được đóng đầy. Khi mà mấy anh chị đóng đầy cái chai mà mấy anh chị lắc lên đó, thì mấy nút nó sẽ bị bật ra đó mấy anh chị. Thì mình tại sao phải lắc trước khi dùng, bởi vì nhũ tương nó dễ bị tách lớp anh chị đó, thì cho nên là để mà chắc chắn là nhũ tương nó sẽ ở trạng thái đồng nhất khi mình sử dụng thì mình nên lắc đều trước khi sử dụng. Rồi đó là phần hai cái phương pháp đó mấy anh chị, hai phương pháp chính. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần tiếp theo, đó là cái phần mà mình phân tích công thức nha. Mình phân tích các cái ví dụ. Rồi chúng ta sẽ có ví dụ của trường hợp thứ nhất nha, là phương pháp thêm pha nội vào pha ngoại hay là phương pháp keo ướt đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cái công thức nhũ tương ha mấy anh chị, mình sẽ có dầu nè đó, người ta không ghi dầu gì đó, thì có thể là dầu khoáng hoặc dầu thực vật, nói chung là mình biết dầu thuộc pha dầu. Rồi rồi bây giờ mình có dầu là 500 ml gelatin nha. Gelatin A là 8 gram, gelatin AB này là nó cái ký hiệu thôi mấy anh chị, cũng khỏi quan tâm chỗ này ha, rồi gelatin thôi. Rồi axit tartric với chất tạo mùi, thì hai này là cái tá dược thêm vào thôi. Chất tạo mùi thì thường người ta có thể sử dụng những cái tinh dầu để nó tạo mùi thơm đó mấy anh chị nha. Rồi ethanol là cồn nha, người ta không ghi nhiêu độ thì mình hiểu là còn cao độ nha mấy anh chị, còn ví dụ như là 50 độ hay 60 độ 70 độ thì người ta phải ghi, còn ta ghi ethanol không là hiểu là còn cao độ ha. Rồi nước tinh khiết. Rồi bây giờ mình thấy nè, đầu tiên á là mình sẽ nhận định dùm ha, nhận định dùm cô, đó là thứ nhất là pha dầu, pha nước và chất nhũ hóa đó. Rồi chúng ta có dầu là thuộc pha dầu nha, gelatin là chất nhũ hóa và nó là chất nhũ hóa thân nước nha. Rồi ethanol và nước là thuộc về pha nước nha. Rồi chúng ta có chất nhũ hóa là tan trong nước, như vậy á, thì nước sẽ là pha pha ngoại, dầu là pha nội, và kiểu nhũ tương của mình sẽ là kiểu dầu trong nước đó. Như vậy tới đây là mấy anh chị nhìn vô công thức nha, dựa vào quy tắc Bancroft thì mấy anh chị xác định được kiểu nhũ tương đó. Nhưng mà mấy anh chị phải biết được cái chất nhũ hóa nè, không thì nãy giờ hồi nãy chỉ cho mấy anh chị có bảy chất thường gặp đó, thì mấy anh chị nhớ giùm bảy chất đó. Rồi như vậy thì ở đây nè ha, mình sẽ ví dụ như có cái câu hỏi là cho mình cái công thức nhũ tương như vậy mà hỏi mình á là kiểu nhũ tương, thì mấy anh chị cũng trả lời được ha, là kiểu nhũ tương là kiểu dầu nước đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ coi cái phần điều chế ha mấy anh chị. Cái phần điều chế này á thì ở trong giáo trình của mình có viết cái quy trình cho mình nè. Rồi bây giờ mình thấy người ta sẽ xử lý, mình coi coi người ta xử lý như thế nào. Thì hồi nãy đối với phương pháp keo ướt nè, thì người ta nói là sẽ là lấy chất nhũ hóa là trộn với lại pha ngoại, đúng không? Chất nhũ hóa trộn với toàn bộ pha ngoại, sau đó thêm pha nội vào và vừa thêm vừa vừa phân tán cho đến khi thu được nhũ tương đậm đặc. Cho đến khi thu được nhũ tương hoàn chỉnh. Đó, là keo ướt là không có nhũ tương đậm đặc ha, mà là thu được nhũ tương hoàn chỉnh luôn. Rồi bây giờ mình coi coi người ta làm đúng vậy không nha. Rồi bây giờ người ta cho gelatin và axit tartric vào khoảng 300 ml nước để yên vài phút đun nóng nhẹ đến khi gelatin tan hoàn toàn. Và cái bước này là để người ta xử lý gelatin thôi. Tại vì gelatin á, thì thường á, là muốn cho nó để nó hòa tan hoàn toàn thì người ta cần phải ngâm cho nó trương nở trước. Rồi sau đó thì người ta tiếp tục xử lý nè ha. Nâng nhiệt độ đến 98 độ C và duy trì nhiệt độ này trong khoảng 20 phút.
Rồi sau đó thì để hỗn hợp nguội đến 50 độ C, thêm chất tạo mùi, thêm cồn, thêm nước để điều chỉnh đến 500 ml. Rồi như vậy thì ba cái bước mà người ta tiến hành nãy giờ đó, có nghĩa là người ta xử lý là người ta sẽ cho chất nhũ hóa nè vào trong trong phao ngoại trước nha. Xử lý là người ta sẽ ngâm chất nhũ hóa vào trong phao ngoại nè. Rồi sau đó người ta thêm dầu từ từ vào, thêm toàn bộ dầu luôn, nhưng mà thêm dầu từ tán thành nhũ tương đồng nhất. Thì ở đây phải có cái máy ha. Nếu mà mình làm tay thì cũng được, nhưng mà với cái lượng mà 500 ml này nè, anh chị làm thủ công thì chắc là nó khó thành công. Nếu mà làm thủ công thì mình làm ít hơn. Rồi sau khi thu được nhũ tương đồng nhất rồi, người ta điều chỉnh thể tích, tức là sao, người ta sẽ coi nó đủ thể tích chưa, rồi người ta bổ sung cho tới đủ 1000 ml. Tại vì cái công thức của mình nãy là 1000 ml nè, nó thì cái bước này là người ta sẽ bổ sung thêm nước, nên chị bổ sung thêm nước cho tới đủ 1 lít. Rồi người ta chuyển qua cái máy xay keo, hoặc là cái máy trộn á, cái máy đồng nhất, làm cho đồng nhất hóa, làm cho đồng nhất. Rồi người ta đóng chai và lưu ý là không đóng đậy, và dán nhãn thì có dùng chữ là lắp trước khi dùng đó. Như vậy thì mình thấy là mặc dù ở cái quy trình chung thì mình nói có mấy bước như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì tùy theo trường hợp, tùy theo cái thành phần công thức, người ta sẽ xử lý cho phù hợp đó. Thì ba cái bước đầu là chất nhũ hóa trộn với pha phao ngoại nha. Rồi cái bước thứ tư nè là thêm pha nội vào. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ tiếp theo cho phương pháp keo khô. Thì chúng ta có dầu khoáng là 500 ml, gom arabic ở dạng bột rất mịn. Cái này người ta cho sẵn ở dạng bột, rất là yêu cầu là bột rất mịn, cho nên là khi mà mình mua cái bột nguyên liệu về á, mình coi coi cái nguyên liệu gom arabic của mình có phải bột mịn hay chưa, bột rất mịn hay chưa. Nếu mà chưa thì mình phải nghiền ha. Rồi gom arabic 115 gram, siro là 100 ml, vanillin là 40 gram, cồn là 60 ml, và nước bổ sung cho tới đủ 1000 ml. Rồi như vậy cũng giống như lúc nãy thì chúng ta sẽ nhận định công thức của mình ha. Thì chúng ta có dầu là thuộc về pha dầu, gom arabic là chất nhũ hóa tan trong nước, siro là pha nước, nên chị siro là đường mà trong nước, cho nên ta có pha nước. Vanillin, vanillin là 40 gram. Vanillin ở đây là chất tạo mùi đó mấy anh chị, mình hay làm bánh mình cho vani vô đó ha. Thì vani này tạo mùi thơm ha. Vani này thuộc pha dầu nha mấy anh chị ha. Vani thuộc pha dầu. Rồi ethanol là pha nước. Rồi nước tinh khiết thì thuộc pha nước rồi đó. Thì cái chỗ vanillin này nè, không? Thì nếu mà mình không có vanillin đó, thì mình có thể thay bằng những tinh dầu khác, nói chung là nó tạo mùi thơm. Và tương tự như vậy thì mình có là chất nhũ hóa là gom arabic, là nó tan trong nước, cho nên là cái kiểu nhũ tương mình sẽ thu được đó là. Rồi bây giờ mình coi cái phương cái phần điều chế người ta tiến hành sao ha. Rồi đầu tiên người ta sẽ trộn đều dầu và gom arabic trong cối khô. Như vậy cái bước này, ta lấy pha nội nè, đúng không? Ta lấy pha nội nè, trộn với chất nhũ hóa, đúng chưa? Thêm 250 ml nước vào, đánh nhanh mạnh một chiều cho đến khi thu được nhũ tương đậm đặc. Bây giờ mình trở lại cái này chút xíu nha. Dầu chỗ này là 500 ml, gom arabic là 125 gram, và người ta thêm vào 250 ml nước đó. Thì cái tỷ lệ cô nói với mấy anh chị, cái tỷ lệ của phương pháp keo khô mà thường làm ở phòng thí nghiệm của mình á, là mình hay sử dụng gom arabic đó, là tỷ lệ là 4 dầu 1 gom. Như vậy gom mình thấy là gom là 125, dầu là 500 ml, nước là 250 đó, thì nó theo tỷ lệ là 4:2:1, thì mình sẽ thu được nhũ tương đậm đặc. Đó. Thì cái phần tỷ lệ này là cô nói thêm thôi, thì nói thêm để cho mình chỉ biết, chứ không phải tại sao mà người ta muốn, tại sao chỗ này người ta thêm 250 ml nước, mà có anh chị sẽ hỏi về chỗ này em thêm 200 được không, 500 ml nước được không. Nó thì cái tỷ lệ chỗ này nè, để mà thu được nhũ tương đậm đặc bền vững đó, thì người ta sẽ xét cái tỷ lệ, người ta sẽ thiết lập tỷ lệ là 4 dầu 2 nước và 1 gom đó. Rồi sau khi mà người ta đánh thật là nhanh mạnh theo một chiều liên tục thì mình sẽ thu được nhũ tương đậm đặc. Sau khi thu được nhũ tương đậm đặc rồi thì các cái bước tiếp theo á, là người ta sẽ thêm cái phần pha ngoại còn lại vào, và vừa thêm vừa khuấy trộn ha. Thì người ta sẽ thêm cái hỗn hợp siro là nước là vanillin vào. Cái vanillin ở đây đó mấy anh chị, vanillin ở đây á, thì người ta có một cái bước xử lý nữa, tại sao có chữ cồn vanillin. Thì ở đây nè, vanillin này á,
là mình sử dụng là vanillin dạng bột, đúng không? Nhưng mà do là nếu mà mình cho vanillin dạng bột vào đó, thì mình khuấy nó sẽ lâu tan, mà vanillin thì tan tốt trong cồn đó, cho nên là người ta sẽ lấy vanillin người ta hòa tan vô cồn luôn đó, vanillin người ta hòa tan vô cồn rồi người ta mới thêm vào. Cho nên chỗ này mình thấy là người ta sẽ thêm là siro là nước và cồn vanillin vào à, rồi người vừa thêm vừa khuấy trộn nha. Sau đó thì người ta bổ sung cho cái đủ 1.000 ml, rồi người ta nếu mình có máy ha, nếu có máy thì mình chuyển qua cái máy làm đồng nhất, còn nếu không có máy thì mình sẽ trộn bằng tay ha, mình sẽ trộn cho đều và sau đó đóng chai, lưu ý là không đóng đầy và dán nhãn ghi dùng chữ là lắc trước khi dùng đó. Như vậy cái dấu hiệu để mình nhận biết được phương pháp keo khô á, đó là cái dấu hiệu của mình, đó là có cái bước tạo những tương đậm đặc. Và các biệt thì cái phần các phương pháp đặc biệt này á thì chúng ta có bốn cái phương pháp nè, đó là phương pháp trộn lẫn hai pha sau khi đun nóng nè, phương pháp xà phòng hóa trực tiếp, phương pháp dùng dung môi chung, phương pháp nhũ hóa tinh dầu và những một số chất dễ bay hơi. Thì đây cô cũng có soạn vô một cái bảng nha, một cái bảng gồm có bốn phương pháp đặc biệt, rồi nguyên tắc áp dụng và phạm vi nguyên tiến hành và phạm vi áp dụng. Thì phần này mấy anh chị có thể xem thêm nha. Ở trong giáo trình của mình á, ở trong tài liệu của mình á, thì với mỗi một phương pháp á, đều cho cái ví dụ. Tuy nhiên thì do cái bài này nó cũng hơi hơi khó, cho nên là cái phần các phương pháp đặc biệt này là giới hạn cho chị, giới hạn bớt cho mình. Thì quan tâm thì mình có thể xem thêm, cũng như là mình xem thêm trong giáo trình của mình thì sẽ có đầy đủ các ví dụ. Rồi những cái thiết bị điều chế nhũ tương thì trong phòng thực hành của mình đó, thì mình sẽ làm với có chài sứ anh chị, có chài sứ nè. Nếu mà mình ở quy mô lớn hơn thì mình có các cái thiết bị, các cái máy móc hỗ trợ rồi. Còn ở quy mô nhỏ của mình thì mình làm với cái dụng cụ này ha. Mình không làm với có thủy tinh là bởi vì mình còn tác động với lực mạnh đó, mà cái có thủy tinh thì nó nhỏ nè, cái chài nó cũng nhỏ nữa, cho nên lực tác động nó sẽ không đủ mạnh, mà thường mình làm với có sứ thôi. Đây là một số cái máy khuấy cơ học nè đó. Thay vì mình làm bằng chài, mình đánh bằng cối chài thì nó có những cái thiết bị khuấy nè anh chị, nó có cánh khuấy thì nó sẽ giúp trộn đều. Rồi về kiểm soát chất lượng thì cái này nữa bên kiểm nghiệm mình sẽ học kỹ hơn nè, thì mình kiểm tra về mặt cảm quan ha. Cảm quan tức là mình quan sát coi những thứ của mình đó nó có phải là một hệ thống nhất hay không, nó có hiện tượng tách lớp hay không, nó có hiện tượng gì lạ không, hiện tượng lạ như là hiện tượng nổi kem nè, hoặc là hiện tượng tách tụ. Và mình xác định kiểu nhũ tương thì mình xác định kiểu nhũ tương á, thì trong tài liệu của mình cũng có hướng dẫn cho mình ba cách xác định ha. Thứ nhất là phương pháp mình đo độ dẫn điện, thứ hai là mình phương pháp pha loãng nha, phương pháp nhuộm màu. Thì thôi cái phần này nữa mình học kiểm nghiệm thì sẽ nói kỹ hơn. Rồi kiểm tra sự đồng nhất về kích thước tiểu phân thì mình sẽ quan sát chiếc kính hiển vi điện tử á, kính hiển vi mà nó đo được cái kích thước của tiểu phân luôn, rồi theo dõi độ ổn định của nhũ tương trong cái quá trình bảo quản. Thì một số cái yêu cầu chung như vậy, còn từng chế phẩm á, thì sẽ có cái yêu cầu kiểm nghiệm riêng ha. Rồi đó là bài nhũ tương đó. Thì trong cái bài nhũ tương này á, thì chủ yếu như cô nói là mấy anh chị nắm cái chỗ thành phần ha, rồi tiếp đến nữa đó là cái chất nhũ hóa, thì mấy anh chị nắm dùm những chất nhũ hóa là tan trong nước, những chất nhũ hóa tan trong dầu, rồi với từng cái nhóm chất nhũ hóa đó thì nó sẽ tạo cái kiểu nhũ tương gì. Và tiếp đến là mấy anh chị phân biệt dùm hai cái phương pháp điều chế nhũ tương, đó là phương pháp keo ướt và phương pháp keo khô đó. Rồi những cái khác thì mấy anh chị có thể xem thêm trong giáo trình của mình ha. Cái bài này trong sách rất là dài, nhưng mà ở đây thì cô tóm gọn những cái ý chính cho mình. Rồi mình còn một cái bài nữa trong cái chương này thì mình sẽ nói luôn, đó là bài hỗn dịch mấy anh chị. Rồi trên màn hình của mình đây là hình ảnh của các cái chai hỗn dịch lưu huỳnh ha, và mấy anh chị để ý nè, ở trạng thái yên yên tĩnh chưa sử dụng á, thì lưu huỳnh nó sẽ lắng xuống đáy chai nè mấy anh chị, lắng xuống đáy nha. Nhưng mà khi sử dụng mình phải lắc đều nó lên, nó khi mình lắc đều nó lên á thì các hạt tiểu phân, các hạt tiểu phân lưu huỳnh nó sẽ phân tán lại trong chai giống như cái hình bên đây nè đó. Thì cái cấu trúc này người ta gọi là hỗn dịch, có nghĩa là cái dạng thuốc này nó sẽ gồm có một cái chất rắn, nó không tan trong chất lỏng nhưng mà nó được phân tán đồng nhất trong chất lỏng, thì mình gọi cấu trúc này là hỗn dịch. Hồi nãy nhũ tương á, thì mình sẽ có cái cấu trúc là hai chất lỏng không đồng tan, còn hỗn dịch thì nó sẽ là chất rắn mà không chất lỏng à. Còn cái trường hợp ngày hôm qua mình học đó là chất rắn hoặc là chất lỏng mà nó tan trong dung môi thì mình sẽ thu được dung dịch,
không? Thì dung dịch nè mấy anh chị, người ta vẽ cái hình cho mình thấy dung dịch nè, không? Nó là một thể thống nhất nè, chất rắn hoặc chất lỏng nó tan vào trong dung môi thì mình sẽ thu được một thể thống nhất gọi là dung dịch, và nó là hệ phân tán đồng thể. Còn hỗn dịch á thì mình thấy nè, không? Trong cái thành phẩm cuối cùng của nó vẫn có hai thể chất nè, nước với một cái thể chất là ở dạng lỏng nè, một cái thể chất là dạng rắn đó. Và cái chất rắn này nó không tan trong chất lỏng. Rồi chúng ta sẽ nói về hỗn dịch. Rồi, định nghĩa hỗn dịch là một hệ phân tán dị thể gồm có hai pha, không? Pha liên tục hay còn gọi là pha ngoại, ở thể lỏng hoặc là bán rắn, pha nội thì ở thể rắn, không? Nhưng mà nó có một cái điều mình cần lưu ý, đó là nó không tan trong pha ngoại, không? Chất rắn không tan trong pha ngoại nhưng mà được phân tán đồng nhất trong pha ngoại. Như vậy định nghĩa về nhũ tương nó có các khác biệt với hỗn dịch là mấy anh chị hồi nãy, chỗ nhũ tương á là hệ phân tán vi dị thể, đúng không? Là bằng mắt thường của mình không có quan sát được rõ cái hiện tượng là nó gồm những cái giọt dầu, giọt nước trong đó, là bằng mắt thường mình không quan sát được, mà phải quan sát với kính hiển vi mình mới thấy từng cái giọt tiểu phân. Còn đối với lại hỗn dịch đó, thì mắt thường mình nhìn thấy được, đúng không? Nãy mình nhìn thấy lưu huỳnh lăn xuống đáy đó, đó thì nó là hệ phân tán dị thể. Rồi cấu tạo nó cũng, thành phần nó cũng gồm hai pha là pha nội pha ngoại, nhưng mà khác ở chỗ nhũ tương là cả hai pha đều có thể lỏng, còn hỗn dịch đó, thì pha ngoại là thể lỏng còn pha nội là thể rắn. Nhưng mà lưu ý là pha nội không tan trong pha ngoại, à, tại vì sao nó không tan chị, nếu mà nó tan mình điều chế được dung dịch rồi, à, chị trình nó không tan nó mới là cái cấu trúc hỗn dịch. Rồi như vậy theo dự điển Việt Nam thì hỗn dịch thuốc gồm các dạng thuốc lỏng dùng để uống, để tiêm, để dùng ngoài, chứa hoạt chất không hòa tan ở dạng hạt nhỏ được phân tán đều trong chất dẫn. Và một số tên gọi khác của hỗn dịch thì mình có là huyền dịch, huyền phù, hoặc là huyền trọc, là sập bán sân. Rồi về phân loại thì chúng ta có phân loại theo kích thước tiểu phân, thì mình có hỗn dịch thô và hỗn dịch keo. Phân loại theo bản chất của môi trường phân tán, chính là bản chất của pha ngoại đó, thì mình có hỗn dịch dầu với hỗn dịch nước. Nhưng mà cũng may mắn cho mình là thực tế là mình gặp hỗn dịch nước nó nhiều, hỗn dịch dầu hiếm gặp, nha. Và theo đường dùng thì có đường uống, đường tiêm, dùng ngoài. Rồi cái chỗ này mấy anh chị cũng giống như bên bài nhũ tương, thì mấy anh chị nhớ dùng cái số 2 thôi, không? Phân loại theo bản chất của pha ngoại thì thực tế gặp hỗn dịch nước, và cái hỗn dịch mà mình điều chế nhiều nhất đó là với nước luôn mấy anh chị, với nước cốt luôn. Đó. Còn các cái hỗn dịch điều chế với dầu mà ít gặp. Rồi ứng dụng của hỗn dịch trong điều chế thuốc thì nó giống với ưu điểm của nhũ tương, không? Là nó sẽ phù hợp cho bệnh nhân khó uống thuốc dạng rắn, thì bệnh nhân không có uống dạng viên được. Đó. Rồi vệ sinh khả dụng của nó cũng cao hơn so với dạng rắn. Nó phù hợp cho những cái dược chất khó tan hoặc tan kém trong nước và những cái dung môi trong nước ở nồng độ trị liệu. Và cái này mình gặp rất là nhiều đối với trường hợp của kháng sinh. Không? Thì ví dụ như đối với trẻ con đi, không có uống dạng viên được mà thì nó cần uống kháng sinh, thì mình có cái dạng bột pha hỗn dịch đó mấy anh chị. Cái dạng mà kháng sinh mà ở dạng lỏng á thì mình thấy rất là ít gặp, tại vì kháng sinh đó, nó không có bền mấy anh chị. Kháng sinh nó nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm, nó không có bền, cho nên là mình điều chế kháng sinh muốn điều chế dạng hỗn dịch đó, là người ta sẽ điều chế cái dạng bột hoặc dạng cốm pha hỗn dịch. Thì tới cái bài thuốc bột thuốc cốm mình sẽ nói. Rồi tiếp đến đó, là cái hỗn dịch nó cũng cải thiện mùi vị của chế phẩm, với là nó cũng giảm kích ứng hơn ở đối với một số dược chất so với dùng dạng rắn. Đặc biệt thì người ta có ứng dụng là người ta ứng dụng là để người ta điều chế ra những cái thuốc mà có tác dụng kéo dài ha. Thì mình có là các cái loại vaccine tả nè, vaccine uống ván nè đó, thì nó là cái dạng thuốc mà điều chế dạng hỗn dịch đó. Thì cái thuốc mà nó vào cơ thể mình nó giống như đưa vô cái kho dự trữ vậy đó, khi nào nồng độ thuốc trong huyết tương nó giảm xuống cái ngưỡng trị liệu á, thì thuốc trong kho được phóng thích ra. À, cho nên là vaccine á, nhiều khi là mình chỉ tiêm có vài liều thôi mà nó đủ cái hiệu lực bảo vệ ha. Rồi cái insulin của mình á, thì nó cũng là cái dạng hỗn dịch luôn. Rồi đó là một số cái ưu điểm của hỗn dịch ha, một số cái ứng dụng của hỗn dịch trong ngành dược đó. Rồi cũng giống như nhũ tương thì hỗn dịch dùng ngoài là nó hấp thu nhanh hơn so với là cái dạng rắn ha.
Rồi về tính chất của hỗn dịch thì khi để yên, không? Khi để yên á, thì các hoạt chất rắn phân tán nó sẽ tách thành lớp riêng, giống như cái hình số 1 này, mấy chị, hình bên trái nè. Đó là khi mình chưa sử dụng á, thì các hoạt chất rắn nè, nó lắng xuống đáy chai, giống như cái hình chai lưu huỳnh đã mình nhìn thấy vậy đó. Rồi khi mình sử dụng á, thì mình sẽ lắc đều chai thuốc lên đó. Thì khi mình lắc lên á, thì các tiểu phân rắn này nè, nó sẽ trở lại trạng thái phân tán đều trong chất dẫn khi chúng ta lắc nhẹ chai thuốc trong 1 đến 2 phút, và nó phải giữ nguyên cái trạng thái phân tán đều này trong vòng vài phút đó. Để đây cô có minh họa bằng cái thao tác mình khuấy lên, ví dụ như mình chưa có sử dụng thì nó lắng xuống, khi mình sử dụng thì mình lắc lên ha, hoặc là mình khuấy lên đó, thì cái thao tác mình lắc lên nó giống như mình khuấy trộn đó, thì các chất tử phân rắn này nó sẽ phân tán đều vào trong chất dẫn đó. Rồi chính vì cái đặc tính này, đặc điểm này, tính chất này, cho nên là dược điển Việt Nam và dược điển số nước thì có quy định là không nên điều chế chất độc ở dạng hỗn dịch đa liều. Tại vì sao? Bây giờ nếu cái hỗn dịch đa liều có nghĩa là cái hỗn dịch này sử dụng nhiều lần, cần mình đóng chai, đóng một chai mình sử dụng nhiều lần, mà nếu mà chất độc, nên chị, nếu mà chất độc đó, mà bây giờ khi mình lắc lên không, rồi mình lấy ra mình sử dụng á, mà nếu như mình lấy không đều, không lắc không đều, hoặc là mỗi lần mình lấy không đều, thì nó nếu mà vô tình cái lượng chất độc này nó nhiều quá thì sẽ gây độc cho cơ thể. Thì cái này mình hết sức lưu ý trong trường hợp mình điều chế thuốc dùng uống, anh chị, không? Dùng ngoài da thì nó ít ảnh hưởng, nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó ít hơn, mức độ nó không có nguy hại như là dùng đường uống hay dùng đường tiêm. Cho nên đối với những cái hỗn dịch đa liều thì chúng ta không nên điều chế chất độc, Nếu có gì chất độc thì mình phải nghiên cứu những cái dạng bào chế khác. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về thành phần của hỗn dịch ha. Thì mấy anh chị cũng so sánh thành phần của nhũ tương ha. Thành phần của hỗn dịch đó thì nó cũng nó đơn giản hơn ha, gồm có dược chất, chất dẫn và chất phụ. Rồi, dược chất là ở dạng tiểu phân rắn không tan hoặc ít tan. Như vậy thì ở cái chất rắn này mấy anh chị, nó có thể có một chất hoặc nhiều chất ha, nhưng mà trong đó là nó phải có ít nhất một chất rắn là nó không tan hoặc ít tan trong chất dẫn. Rồi chất dẫn của chúng ta thì có nước nè, có dầu nè, nhưng mà thực tế thì mình gặp nước là nhiều ha, mấy anh chị, gặp nước cốt là nhiều đó. Rồi những cái chất phụ, những chất phụ thì mình có nhiều chất phụ tùy theo cái dạng hỗn dịch của mình, có thể có chất gây thấm. Chất gây thấm hay còn gọi là chất gây treo là chất làm cho hỗn dịch hình thành và ổn định. Mình nghe câu này rất là quen ha. Hồi nãy mình gặp bên bài nhũ tương á, thì mình nói chất nhũ hóa nó sẽ giúp cho nhũ tương hình thành và ổn định, còn chất gây thấm thì nó sẽ giúp cho hỗn dịch hình thành và ổn định. Rồi hỗn dịch uống này có thể có thêm chất làm ngọt, chất làm thơm. Chất làm ngọt thì người ta còn gọi là tá dược điều vị, chất làm thơm thì người ta gọi là tá dược điều hương, và chất bảo quản. Trong trường hợp hỗn dịch mình dùng hỗn dịch đa liều á, mấy anh chị, hỗn dịch mình dùng nhiều lần đó thì phải có chất bảo quản. Thì trong số những cái chất phụ này á, thì cái chất phụ mà quan trọng nhất đó là chất gây thấm. Tại vì đa số trường hợp khi mình điều chế nhũ tương á, khi mình điều chế hỗn dịch á, thì phải có sử dụng chất gây thấm. Rồi đây cô có một cái slide cô so sánh lại cho mình về nhũ tương với hỗn dịch. Rồi cấu tạo nhũ tương thì gồm có pha dầu, pha nước và chất nhũ hóa. Rồi chất nhũ hóa thì giúp nhũ tương hình thành và ổn định. Và nếu như mình gặp một cái câu nhận định điều chế nhũ tương bắt buộc sử dụng chất nhũ hóa thì câu này là sai nha mấy anh chị. Tại vì nãy rõ ràng rằng đó là trường hợp mà nồng độ nhũ tương dưới 2% chưa phải sử dụng chất nhũ hóa. Đó, từ 2% trở lên mới phải sử dụng chất nhũ hóa. Rồi hỗn dịch thì có dược chất, chất dẫn hay là dung môi và chất gây thấm. Rồi chất gây thấm thì cái vai trò của chất gây thấm trong điều chế hỗn dịch nó cũng giống như vai trò của chất nhũ hóa trong điều chế nhũ tương nha, tức là nó sẽ giúp cho hỗn dịch hình thành và ổn định. Rồi hỗn dịch dầu thì mình sẽ sử dụng chất gây thấm thân dầu. Hỗn dịch nước thì mình sẽ sử dụng chất gây thấm thân nước. Đó. Tại sao trong cái bài này không có nói những cái chất gây thấm nào thân dầu thân nước? Tại vì mình có thể dùng từ bên bài nhũ tương. Ví dụ nha mấy anh chị, ví dụ như mình gặp tuyên đúng không? Mình gặp tuyên bên bài nhũ tương thì mình gọi là tuyên là chất nhũ hóa. Nhưng mà bên bài hỗn dịch mình có thể, bên phần hỗn dịch mình cũng có thể gặp tuyên dùng trong điều chế hỗn dịch, thì lúc này tuyên này là chất gây thấm. Đó. Rồi như vậy thì hỗn dịch dầu mình sẽ sử dụng chất gây thấm thân dầu, hỗn dịch nước mình sử dụng chất gây thấm thân nước, và những chất này mình có thể tham khảo từ bên bài nhũ tương qua. Rồi khi điều chế hỗn dịch thì đa số trường hợp phải sử dụng chất gây thấm, đa số chứ không phải tất cả ha.
Rồi bây giờ mình sẽ nói tới điều chế hỗn dịch mấy anh chị. Rồi điều chế hỗn dịch đó, thì mình sẽ có hai phương pháp nha mấy anh chị. Phương pháp thứ nhất là phương pháp phân tán cơ học, phương pháp thứ hai là phương pháp ngưng kết. Rồi mình có một số trường hợp nữa, đó là trường hợp là mình sẽ kết hợp giữa phương pháp phân tán cơ học và phương pháp ngưng kết. À, rồi bây giờ mình nói trước phương pháp phân tán cơ học. Rồi cái lực cơ học để gây phân tán ha, thì mình có lực có thể là nghiền nè, xay nè, khuấy trộn hoặc dùng sóng siêu âm không? Như ở quy mô phòng thí nghiệm của mình á, là mình làm với khối chài là mình nghiền ha mấy anh chị. Còn những cái quy mô lớn hơn thì mình có các cái máy móc, các thiết bị hỗ trợ. Rồi khi nào mình áp dụng phương pháp phân tán cơ học, nếu như mà dung môi của mình là nước đó mấy anh chị ha, thì mình sẽ coi coi cái hoạt chất rắn này nó có tan trong nước hay không. À, rồi chúng ta sẽ áp dụng khi hoạt chất rắn không tan hoặc rất ít tan trong chất dẫn. À, rồi nếu như chất dẫn của mình không phải là nước thì mình sẽ xem coi cái chất rắn này nè, cái hoạt chất rắn này nè, nó có tan trong nước hay không. À, thì trường thứ hai đó là nó sẽ không tan hoặc ít tan trong những cái dung môi trơ thông thường. Thì chỗ cái dung môi trơ thông thường thì mình hiểu là nước đó. Thì thôi nó tóm lại chỗ này về cho dễ hiểu là mấy anh chị, thì mấy anh chị sẽ xác định cái chất rắn nha, dược chất, rồi mấy anh chị xác định được dung môi, rồi mấy anh chị xem coi dược chất này nè, cái hoạt chất rắn này nè, nó có tan trong dung môi không đó. Nếu mà nó không tan trong dung môi thì mình sẽ điều chế bằng phương pháp phân tán cơ học. Rồi một số cái lưu ý ha, số chú ý á, thì trong cái phương pháp phân tán cơ học này nó sẽ có ba cái công đoạn. Đầu tiên là nghiền khô, sau đó là nghiền ướt và phân tán vào chất dẫn. Thì cái giai đoạn nghiền ướt là giai đoạn quan trọng, nó quyết định độ mịn và chất lượng của hỗn dịch. Và lưu ý là chúng ta không lọc hỗn dịch, tại vì hỗn dịch nó chứa chất rắn không tan trong chất lỏng, mà chúng ta lọc đó là nó sẽ mất đi cái hoạt chất. Rồi đây là một cái bảng cô so sánh cho mình đó, là phương pháp phân tán cơ học mà sẽ điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp. Rồi ở quy mô phòng thí nghiệm á, thì mình sẽ có là ba giai đoạn ha. Đầu tiên là nghiền khô, tiếp đến là nghiền ướt, và thứ ba là phân tán vào chất dẫn. Rồi nghiền khô thì mình sẽ nghiền dược chất rắn cho mịn thích hợp. Đó. Rồi như vậy thì đây là đòi hỏi dụng cụ có chài của mình phải khô ha. Mình cho dược chất vào mình nghiền cho đến độ mịn thích hợp, thì thông thường chỗ này nè, mình sẽ nghiền cho đến cỡ bột mịn hoặc là rất mịn ha mấy anh chị, càng mịn càng tốt, cho nên là mình sẽ nghiền tới cỡ là mịn hoặc là rất mịn. Rồi tiếp đến là nghiền ướt, thì mình sẽ nghiền dược chất rắn nè, mình xem vào một lượng nhỏ chất dẫn. Thì chỗ này á, mình sẽ thêm, mình điều chế 100 ml á, thì mình chỉ thêm độ khoảng 10 giọt thôi mấy anh chị, cái lượng rất là ít ha. Và chất gây thấm, nếu có sử dụng chất gây thấm thì mình sẽ thêm dở giai đoạn này, không có thì thôi nha. Nếu có sử dụng chất gây thấm thì phải thêm nhiều giai đoạn này đó. Và mình sẽ nghiền trộn dược chất nè, một lượng nhỏ chất dẫn và chất gây thấm để mình tạo thành một cái khối nhão. Rồi đến bước thứ ba đó, thì mình sẽ cho cái phần dung môi còn lại vào, cho cái phần chất dẫn còn lại vào cái khối nhão này nè, cho vừa cho vừa phân tán, tức là mình vừa cho vào mình vừa khuấy trộn ha, vừa khuấy trộn đó. À, cho đến khi nào mà mình thu được một cái hỗn hợp đồng nhất và nó đủ thể tích. À, như vậy thì cái bước mà quan trọng nhất đó là bước nghiền ướt ha. Và nếu mà có sử dụng chất gây thấm thì mình sẽ sử dụng ở cái giai đoạn nghiền ướt này. Rồi ở quy mô công nghiệp thì người ta làm khác hơn một chút. Ở bước số 1 á, thì người ta sẽ nghiền dược chất rắn đến độ mịn thích hợp. Nhưng mà ở đây do quy mô lớn thì người ta sẽ nghiền bằng máy. Còn quy mô nhỏ mình nghiền mình có chài ha. Vậy bước 1 thì giống hệt nhau. Rồi bước số 2 với bước số 3 người ta tiến hành song song, tức là cái phần dung môi hay cái phần chất dẫn người ta sẽ chia làm hai. Một phần chất dẫn thì người ta sẽ nghiền với lại dược chất, người ta sẽ nghiền dược chất với một cái lượng lớn chất dẫn và để một thời gian để cho nó thấm. Song song đó thì người ta tiến hành bước số 3, đó là người ta sẽ hòa tan hoặc là người ta phân tán chất gây thấm vào trong chất dẫn, và người ta cũng để thời gian. Đó. Sau khi đủ thời gian quy định rồi thì người ta sẽ thêm từ từ cái hỗn hợp dược chất và chất dẫn vào trong cái hỗn hợp chất gây thấm và chất dẫn, có nghĩa là chúng ta thêm cái số 2 nè anh chị và số 3. Rồi sau đó thì người ta thêm các tái dược còn lại vào, và người ta sẽ dùng cái máy để người ta làm đồng nhất nha. Đó. Để dùng cái máy xay, máy nghiền ha, để người ta kết hợp những cái
hỗn hợp này lại đó, và đồng thời á, là người ta nghiền cho nó mịn ha, đó, nghiền cho hỗn dịch nó mịn đó. Thì cái quy mô công nghiệp thì người ta điều chế một lượng lớn, là điều chế một cái lượng hàng loạt. Quy mô phòng thí nghiệm thì mình làm với các dụng cụ đơn giản là có chài. Rồi đây thì có một cái ví dụ mấy anh chị, ví dụ về điều chế hỗn dịch lưu huỳnh, là cái chế phẩm mà nãy đầu bài mình nhìn thấy đó. Rồi công thức của hỗn dịch lưu huỳnh nè mấy anh chị, chúng ta có lưu huỳnh kết tủa là 5 gram, glycerin là 10 gram, nước cất vừa đủ 100 ml, và người ta ghi là hãy trộn và làm thành thuốc sức ngoài da. Cái chữ MF Lotio đó mấy anh chị là trộn và làm thành cái thuốc bôi ngoài da ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích nha mấy anh chị, phân tích tính chất nè. Đầu tiên là lưu huỳnh ha, hình ảnh của lưu huỳnh nè mấy anh chị, màu vàng nha. Lưu huỳnh là một cái dạng bột mịn, lưu huỳnh kết tủa là dạng bột mịn màu vàng nhạt, có cái mùi đặc trưng. Và cái mùi này nè mấy anh chị, khi mà mấy anh chị đốt đốt những cái ví dụ như là cái vỏ xe mà cao su đó mấy anh chị, cái lớp xe đó ha, em mới nghe cái mùi hắc rất đặc trưng đó. Là cái mùi đó là cái mùi lưu huỳnh đó mấy anh chị, cái mùi lưu huỳnh bị đốt lên đó. Rồi lưu huỳnh thì không tan trong nước, khó thấm nước, người ta còn gọi là sơ nước. Hồi nãy nó có xu hướng thân nước, thấm nước thì người ta gọi là thân nước, còn hôm nay nó không tan trong nước, không thấm nước luôn, gọi là sơ nước. Và khi điều chế hỗn dịch thì chúng ta còn dùng chất gây thấm nào, để chúng ta có thể sử dụng tuyên 80 nè, cồn bột kết hay là xà phòng thuốc đó. Như vậy rõ ràng hồi nãy mình gặp tuyên bên bài nhũ tuôn á, thì mình gọi là chất nhũ hóa. Bây giờ mình gặp tuyên không? Bên bài hỗn dịch thì mình gọi là chất gây thấm. Rồi lưu huỳnh dùng ngoài thì có tác dụng sát khuẩn, đặc biệt nó nhạy cảm với vi khuẩn gây mụn trứng cá đó. Như vậy rõ ràng là trong bài này nè mấy anh chị, thấy không? Mình không thấy người ta nói gì chất nhũ hóa hết, nhưng mà khi chúng ta phân tích cái thành phần về tính chất của lưu huỳnh thì bắt buộc, thấy không? Bắt buộc là khi điều chế hỗn dịch phải sử dụng chất gây thấm đó. Và cái lượng sử dụng tuyên 80 á, thường là người ta sẽ sử dụng khoảng 1 gram cho 100 ml hỗn dịch đó. Thì trong trường hợp thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 gram á mấy anh chị nha. 1 gram hoặc 1 ml, thì nói chung là tùy, nói chung là cái này là mình nói khoảng vậy thôi, nhưng mà thực tế thì nó không mấy anh chị, mình tính toán cái lượng để nó đủ hơi ẩm. Rồi như vậy thì đây mình thấy ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái phần tiến hành điều chế nè. Nghiền mịn lưu huỳnh trong cối chài thủy tinh, đúng không? Tại sao sử dụng cối thủy tinh? Là tại vì lưu huỳnh có màu vàng hay mấy anh chị, nên mình sử dụng cối thủy tinh. Tiếp theo là đến giai đoạn nghiền ướt nè, là người ta thêm 1 ml tuyên 80 đó, thêm một lượng glycerin vừa đủ để tạo thành khói nhão. Tức là bây giờ người ta nghiền khô, là người ta nghiền mịn lưu huỳnh trong cối nè. Rồi tiếp tục người ta cho 1 ml tuyên vào, sau đó cho một lượng glycerin vào. Thì chỗ này á, mình sẽ cho khoảng 10 giọt glycerin ha mấy anh chị. Khoảng thì nó có thể không cần phải chính xác tuyệt đối ha, nó có thể dư cũng được, dư 1-2 giọt cũng được. Và chỗ này mình không sử dụng glycerin, mình sử dụng nước cũng được nha. Rồi để mình tạo thành cái khối nhão, sau đó thì mình thêm dần lượng glycerin còn lại lên hết. Rồi mình sẽ bổ sung nước cất vào cho đến đủ thể tích đó. Thì ở đây chủ yếu là nói cho mấy anh chị thấy được cái công đoạn nghiền khô nè ha, là công đoạn nghiền ướt. Và cái giai đoạn nghiền ướt tạo thành khối nhão là giai đoạn quan trọng ha, nó quyết định chất lượng cũng như độ mịn của hỗn dịch. Rồi phương pháp thứ hai trong điều chế hỗn dịch đó, là phương pháp ngưng kết. Thì đặc điểm của phương pháp ngưng kết là cái hoạt chất rắn ở dạng tiểu phân tăng chất tử nó được thành trong quá trình điều chế. Như vậy thì trong công đầu á, trong cái ban đầu mình chưa thấy được dược chất, mà trong cái quá trình điều chế mình mới phối trộn, mình mới phối trộn các chất lại với nhau đó. Quá trình mình mới phối trộn các chất lại với nhau như vậy á, thì nó sẽ làm nó hình thành nên một cái chất mới, mà cái chất mới hình thành đó nó mới chính là dược chất đó. Thì cái chất mới hình thành này nè, nó sẽ hình thành từ cái quá trình kết tủa và thay đổi dung môi nha. Quá trình điều chế thì mình thường gặp là cái dược chất của mình là nó là ở cái dạng lỏng nha, nó được điều chế với một cái dung môi nào đó. Và quá trình thay, quá trình điều chế thì
nó lại có xuất hiện với dung môi khác và nó làm thay đổi dung môi thì dược chất nó sẽ kết tủa lại. Một chút mình sẽ xem cái ví dụ chỗ này ha. Thứ hai là tự phản ứng hóa học, mà cụ thể là phản ứng trao đổi gì không, thì nó hình thành một cái kết tủa. Như vậy thì từ cái quá trình thay đổi dung môi nè, hoặc là quá trình phản ứng trao đổi gì không, thì nó hình thành một cái chất mới không tan hoặc ít tan. Thì cái chất mới được tạo thành mới chính là dược chất. Rồi, trường hợp số 1 ha. Phương pháp ngưng kết tạo tủa hoạt chất bằng cách thay đổi dung môi. Thì cái dược chất lúc này, trong trường hợp này thì dược chất nó sẽ được chứa trong một cái dung dịch. Thì và trong công thức của mình, trong công thức điều chế của mình thì nó sẽ xuất hiện những cái chất mà nó có độ nhớ cao. Ví dụ như là siro, hoặc là glycerin, hoặc là dung dịch hồ tinh bột chẳng đó. Thì tiến hành là người ta sẽ trộn cái dung dịch mà chứa hoạt chất đó thì với những cái chất có độ nhớ cao, rồi sau đó mình thêm từ từ cái hỗn hợp này vào toàn bộ chất dẫn, vừa thêm vừa khuấy trộn. Rồi mình có cái ví dụ nè mấy chị, ví dụ như là cồn kép UB benzoic, thì đây là cái dung dịch chứa dược chất. Như vậy cái dược chất của mình là UB benzoic nè, nó được chứa trong cồn ha. Rồi siro đơn là cái chất thân nước có độ nhớ cao, và siro đơn là đường pha trong nước ha. Và dung môi của mình là nước. Như vậy thì cái dung môi của cái dược chất đó, dung môi của dung dịch dược chất đang là cồn. Rồi quá trình mình điều chế, mình sẽ cho siro vào cái cồn này, không? Cho siro vào cái cồn này. Như vậy rõ ràng là mình cho siro vào thì nó đang là siro là đường pha trong nước. Rồi cái chỗ này là dung môi đang là cồn mà mình cho nước vào thì nó sẽ kết tủa lại. Rồi sau đó thì mình mới thêm nước cất vào. Như vậy thì chính cái kết tủa đó mới là dược chất. Rồi bằng đây là phương pháp tạo tủa bằng cách thay đổi dung môi. Rồi tiếp theo thì nó cái ví dụ thì cái phương pháp này nó sẽ gần gũi hơn với mình nè. Đó là tủa hoạt chất do phản ứng hóa học. Rồi như vậy trong công thức của mình á thì nó sẽ có những cái nguyên liệu. Nào mà những cái nguyên liệu này thì nó chưa phải là dược chất thật sự. Nó là cái nguyên liệu để tạo ra dược chất thôi chứ nó chưa phải dược chất thật sự. Thì tiến hành là người ta sẽ dùng toàn bộ dung môi để hòa tan những cái dược chất, hòa tan những cái nguyên liệu thành những cái dung dịch thật là loãng. Sau đó người ta mới phối hợp hai dung dịch lại với nhau, vừa phối hợp vừa khuấy trộn vừa phân tán. Thì mình sẽ thu được một cái kết tủa, và cái kết tủa đó mới thật sự là dược chất. Rồi bây giờ mấy anh chị coi cái ví dụ này ha. Ở ví dụ này có trong câu hỏi ôn tập nè. Chúng ta có kẽm sunfat dược dụng là 40g, công thức hóa học của kẽm cô có ghi ở đây là ZnO4. Rồi thứ hai là kali sunfua là 40g, công thức hóa học là K2S, và nước cất vừa đủ 1000ml. Cách tiến hành thì người ta sẽ tiến hành hòa tan riêng kẽm nha, kẽm sunfat và kali sunfua vào trong mỗi chất vào trong khoảng 450ml nước. Rồi chúng ta sẽ lọc riêng từng chất một. Sau đó người ta thêm từ từ cái dung dịch kali sunfua vào dung dịch kẽm sunfat, vừa thêm vừa khuấy. Đó. Thì cái quá trình vừa thêm vừa khuấy này nó sẽ xảy ra cái phản ứng hóa học nè mấy anh chị. Phản ứng hóa học là ZnO4 cộng với K2S, nó sẽ sinh ra ZnS và K2S4. Đó. Rồi sau đó thì mình thêm nước vào cho đến đủ 1000ml và trộn đều, rồi đóng chai dán nhãn. Như vậy thì mình thấy nè, cái quá trình mình cho kẽm, muốn kẽm sunfat vào nước thì mình chỉ thu được dung dịch kẽm sunfat. Tương tự như vậy, mình cho kali sunfua vào nước mình cũng thu được dung dịch kali sunfua. Sau đó mình mới phối hợp kali sunfua với kẽm sunfat thì nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học là ZnO4 nè, cộng K2S sinh ra ZnO và K2S4. Thì cái ZnS này mấy anh chị, nó là cái kết tủa và nó mới thật sự là dược chất của mình. Như vậy thì hỏi trong bài này dược chất là cái gì thì mấy anh chị trả lời dùm là ZnS nha. Và phương pháp điều chế hỗn dịch thì nè là phương pháp ngưng kết không, do phản ứng trao đổi gì không đó, thì mình trả lời đầy đủ vậy nó mới đủ ý. Rồi ví dụ câu hỏi em mấy anh chị không đó, cho công thức hỗn dịch rồi hỏi dược chất trong công thức, câu hỏi trắc nghiệm vậy mấy anh chị.
Rồi cái trường hợp số 3 là kết hợp giữa phương pháp phân tán và phương pháp ngưng kết. Thì có cái ví dụ này thì nói thêm cho mấy anh chị thôi nha, không có phân tích cái ví dụ này mà mấy anh chị học cái ví dụ này nè. Đó, tại vì cái này trong cái câu hỏi trắc nghiệm mình có này, câu hỏi ôn tập mình có. Cái này thì đó là trường hợp của những tương trường, nói trường hợp của những cái hỗn dịch mà công thức nó phức tạp. Cái hỗn dịch mà mình thấy đây là cái hỗn dịch trị nấm tóc đó mấy anh chị. Có chứa chì acetat nè, ammonium chloride, lưu huỳnh, cồn 70, glycerin và nước. Đó. Thì mình có nè, chì acetat và ammonium chloride, thì hai cái chất này nè mấy anh chị, nó đều tan trong nước hết. Nhưng mà nếu mà mình phối hợp nó lại, mình phối hợp chì acetat và ammonium chloride lại thì nó sẽ hình thành cái phản ứng, nó sẽ xảy ra cái phản ứng trao đổi ion và nó tạo thành chì chloride và ammonium acetat. Thì chì chloride là kết tổ. Chì chloride là kết tổ. Như vậy thì cái dược chất của mình trong trường hợp này nè mấy anh chị là chì chloride ha. Rồi, lưu huỳnh cũng là dược chất. Đó, lưu huỳnh là dược chất. Và trong trường hợp mình điều chế hỗn dịch với lưu huỳnh á thì mình phải sử dụng thêm tuyên là chất gây thấm nha. Rồi cồn 70. Cồn 70 á thì cồn đó anh chị là nó có tính chất dược lý đó ha, là nó có cái tính sát khuẩn, hôm qua mình học rồi. Đó, kháng khuẩn với sát khuẩn thì sát khuẩn có nồng độ từ 60% trở lên, mà cái hỗn dịch này là dùng ngoài trị nấm tóc cho nên cồn á nó cũng góp phần thêm cái tác dụng sát khuẩn nữa. Rồi glycerin. Glycerin dùng ngoài á là nó tăng độ bám dính nha mấy anh chị. Là nước là dung môi đó. Vậy thì cái phần mà cái ví dụ này thì thôi nói thêm cho mấy anh chị biết thôi chứ mình không có phân tích kỹ. Trường hợp mà các kháng sinh như nãy cô có nói đó là những cái chất nó không có bền, nó không bền trong nước, cho nên là mình phải mà muốn điều chế hỗn dịch đó, thì người ta sẽ điều chế thành dạng bột hoặc là dạng cốm, và khi sử dụng mình mới pha với nước để tạo thành hỗn dịch. Đó, thì mình sẽ áp dụng với một số dược chất không bền vững trong dung môi, cụ thể là các kháng sinh, thì cái hoạt chất đó, nó sẽ được điều chế thành dạng bột mịn nha, tức là người ta sẽ phối trộn mới tạo thành cái dạng bột mịn, và người ta thêm vào đó là cái thành phần chất gây thấm và chất ổn định luôn đó. Rồi những cái thành phần này là người ta trộn thành cái bột, hỗn hợp bột, và người ta sẽ tán cho nó mịn, và trước khi mình dùng thì mình hòa tan cái gói bột này nè với nước anh chị, đau với nước và mình uống cho bé uống. Thì ở đây người ta ghi với một lượng chất chẩn thích hợp, người ta ghi chung là vậy thôi, nhưng mà thực tế thì người ta sẽ mình uống thì mình sẽ hòa với nước nha mấy anh chị. Nói chung thì mình hạn chế là không nên sử dụng thuốc với sữa hay là những cái nước loại nước khác như nước trái cây, nước trà thì không nên anh chị. Rồi tương tự như nhũ tương á, thì hỗn dịch cũng có thể bị phá vỡ ha. Thì đây là một số cái hiện tượng mà mình thấy là nó hỗn dịch nó hư hỏng nè, nên nó bị hỏng nè. Thì kích thước tiểu phân của hỗn dịch đó thì từ 1 cho đến 10 micromet. Thì những cái tiểu phân nó nhỏ nhỏ vậy nè mấy anh chị, nhưng mà quá trình mà bảo quản thấy nó có thể nó có hiện tượng nó kết tinh thành những cái tinh thể lớn hơn nha. Hoặc là nó có hiện tượng nó có một cái lớp áo nước bên ngoài đó, và những cái lớp áo nó lớp áo nước bên ngoài như vậy nè, thì từng cái tiểu phân này nè mấy anh chị nó sẽ kết tụ lại, kết chùm lại nha, thành những cái khối bông bền, hoặc là nó kết tụ thành những cái khối bóng lớn hơn đó. Thì đây là những cái dấu hiệu mà dẫn đến là nó cho mình thấy là hỗn dịch của mình bị hỏng. Trong tài liệu mình cũng có một cái bảng thống kê cho mình những cái nguyên nhân dẫn đến là hỗn dịch nó bị hỏng nha, và cách mình khắc phục thì mình có thể xem thêm trong giáo trình ha. Và cuối cùng là về kiểm soát chất lượng hỗn dịch, thì trong dự điển Việt Nam cũng chưa có chuyên luận riêng quy định về cái kiểm soát chất lượng của hỗn dịch, nhưng mà mình có thể làm dùng kính hiển vi ha, để mình xác định hình dạng kích thước của tiểu phân nè, rồi mình coi nó có bị vón cục hay không. Nhiều khi nó vón cục vậy nè mà mắt thường, hoặc là nó tạo cái lớp áo nước gì mắt thường mình không nhìn thấy được, nhưng mình quan sát cái kính hiển vi sẽ thấy rõ. Rồi mình đo độ đục, rồi xác định tốc độ lắng. Cái sinh tốc độ lắng này hồi nãy là nó liên quan tính chất của hỗn dịch các anh chị, thì bình thường là ở trạng thái là nó tách lớp, tức là nó lắng xuống đáy, khi sử dụng thì nó sẽ mình lắc đều lên, thì hoặc chất rắn nó phải phân tán đồng nhất trở lại trong chất dẫn và giữ nguyên cái trạng thái phân tán nó trong vòng vài phút đó. Rồi đo độ nhớt thì mình dùng nhớt kế ha, rồi mình kiểm tra về vi sinh ha, rồi định tính định lượng. Rồi nói chung thì tùy theo từng chế phẩm thì nó sẽ có các tiêu chuẩn kiểm nghiệm riêng. Rồi thì bài tối nay của mình là hết ha mấy anh chị. Thì
Chắc tối nay mình chỉ học hai bài này thôi, nghĩa là mình kết thúc được cái chương về hệ phân tán dị thể. Thì mình còn cái phần còn lại là cái chương thuốc rắn đó mấy anh chị. Chương thuốc rắn là mình gồm có thuốc bột nè, thuốc cớm và thuốc viên. Thuốc viên thì mình sẽ có ba bài, hai viên nén, viên bao, viên nang. Đó thì cái dạng thuốc viên đó, và thì nó rất là phổ biến trên thị trường, nó chiếm cái tỷ lệ là nó khá là nhiều ha, cho nên là mình sẽ học hết 5 bài. Rồi thì có một bạn cũng nhắn là mai nghỉ xả hơi, thì cô cũng định nói với mấy anh chị là chắc mai lớp mình nghỉ một ngày, tại vì mai cô có việc gia đình về quê thì sợ lên không có kịp đó, cho nên là nhiều khi tới gần tới mới nhắn mấy anh chị, thì mấy anh chị cũng khó sắp xếp. Thì thôi giờ mình cũng còn mấy buổi nữa, cho nên chắc mai mình nghỉ một buổi ha mấy anh chị. Rồi mai thì mấy anh chị làm bài kiểm tra gì đó ha, mình tranh thủ mình làm bài kiểm tra rồi mình nộp cho lớp trưởng. Rồi còn lại thì 3 buổi ha chị, mình còn 3 buổi thì mình sẽ thôi mình cố gắng mình học 2 buổi đi. Dự kiến theo 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 dự định đó thì mình sẽ học tối thứ tư với tối thứ năm, rồi sau khi mình học tối thứ năm thì sẽ cho mấy chị bài kiểm tra 1 tiết. À cái này nãy cô không có quay video lại mấy anh chị ơi, tại vì thường đây này khi cô không có cái chức năng ghi màn hình đó, tại vì ghi màn hình nhiều khi cái máy nó bị chậm nên không có ghi lại. Tối thứ tư tối thứ năm mình học xong thì cho mấy anh chị đề kiểm tra 1 tiết, rồi sau đó cho mấy anh chị thông thả, mấy anh chị làm tới cuối tuần nộp cũng được nha mấy anh chị, để cho nó đỡ áp lực nha. Dạ cô cho em hỏi cái đề mà cô gửi trên nhóm là cái đó tham khảo hả cô? Dạ để dành kiểm tra với thi đó mới luôn đó chị. Dạ Dạ. Còn cái hệ số 2 này là sau khi học xong cô mới gửi sao phải không? dạ sao kiểm tra hệ số 2 là sau khi học xong thì dự kiến là tối thứ năm đó chị, dự kiến tối thứ năm Dạ. học xong thì sẽ gửi luôn cho lớp mình. Dạ. Dạ rồi vậy thôi mấy anh chị nghỉ ha, rồi tối mai mình nghỉ, rồi tối tối thứ tư đi mình gặp lại, mấy anh chị mai nghỉ Dạ sớm hơn bữa. Dạ dạ rồi cảm ơn cô rồi, cô ba đang cô. chào cô ạ. Dạ rồi cảm ơn anh chị.